chương 11, Đại sư. Sáng sớm hôm sau, lão Peter liền đã đi tới Nhiếp Vân trong nhà. Nhiếp Vân mới vừa ăn qua bữa sáng, lúc này Tuyết Trắng đang ở cho hắn mặc vào một kiện quần áo mới. Vân Nhi, người ở học viện nhất định phải nghe lão sư nói, hảo hảo học tập, biết không? Tuyết Trắng dặn dò nói. Biết rồi mụ mụ, ngươi đều nói mười mấy biến. Nhiếp Vân bất đắc dĩ nói. Tiền ta đều đặt ở trong bao quần áo mặc, ngươi nhất định phải tàn hảo, nếu dùng xong rồi nhất định phải viết thư trở về, mụ mụ làm thông trưởng gia gia cho ngươi đưa qua đi. Mụ mụ, Peter gia gia không phải nói sao, vừa làm vừa học sinh ở trong học viện làm việc còn có hồng tệ khen thưởng đâu, ngươi nhi tử như vậy có khả năng, ngươi liền không cần lo lắng. Làm mẫu thân, tuyết trắng không lo lắng là không có khả năng, rốt cuộc nhi tử mới 6 tuổi, hơn nữa là lần đầu tiên ra xa nhà, nàng trong lòng tràn đầy không tha, nói nói nước mắt liền không tự chủ mà chảy xuống dưới. Nhíp vân lập tức liền luống cúng, hắn vội vàng duỗi tay lau đi tuyết trắng nước mắt, nói, mụ mụ ngươi đừng thương tâm, ta ở học viện nhất định hảo hảo nghe lời, cũng sẽ thường xuyên viết thư trở về. Tuyết trắng nhịn xuống nước mắt, nói, ân, mụ mụ không thương tâm, thời gian không còn sớm, người cùng Peter Gia Gia xuất phát đi. Ba người cùng nhau đi tới cửa thôn, nhiếp vân không ngừng múa may tay nhỏ, dần dần đi xa, cho đến hắn cùng lão Peter thân ảnh biến mất không thấy, tuyết trắng bỗng nhiên bả vai run rẩy, đầu đại nước mắt không ngừng chảy xuống, ngồi sổng trên mặt đất nước nở lên. Nhiếp vân hốc mắt cũng có chút phím hồng, kiếp trước không có thể nghiệm quá tình thương của mẹ, hiện tại mẫu thân là hắn duy nhất thân nhân, này vừa đi liền phải một năm sau mới có thể về nhà, hắn trong lòng cũng là tất cả không tha. Chỉ chốc lát sau, hai người liền đi tới vọng long thôn cùng thánh hồn thôn chỗ giao giới, lặng lặng chờ đợi. Không bao lâu, một già một trẻ lưỡng đạo thân ảnh cũng từ thánh hồn thôn mà đến, thình lình chính là đường tam cùng thôn trưởng lão dắt. Đường tam hốc mắt ửng đỏ, ba bước quay đầu một lần, hy vọng có thể nhìn đến hắn ba ba thân ảnh, đáng tiếc đường hạo vẫn luôn đều không có xuất hiện. Tiểu tam. Nhíp vân vất tay hô vân ca nhìn đến nhiếp vân đường tam bi thương cảm xúc hòa hoãn một ít lão dắt cùng lão peter thân là hai cái thôn thôn trưởng cũng là đã quen biết vài thập niên hắn xa xa liền cao giọng cười nói ông bạn già các ngươi vọng long thôn nhìn nhiều năm như vậy rốt cuộc vọng ra tới một cái hồn sư sao lão peter vẻ mặt khinh thường nói các ngươi thánh hồn thôn không cũng giống nhau sao còn đã từng ra quá hồn thánh đâu nhiều năm như vậy mới có một cái có thể trở thành hồn sư hai cái lão nhân quan hệ tự hồ không phải thực hòa hợp vừa thấy mặt liền cho nhau nói móc lên. Nhíp Vân cùng Đường Tam nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời lộ ra cười khổ chi sắc, này dọc theo đường đi nhưng không tịch mịch. Nặc Đinh Thành cũng không phải rất xa, bốn người đi rồi nửa ngày, tại hạ ngọ thời điểm rốt cuộc tới rồi Nặc Đinh Thành trước. Vào thành sau, bọn họ một đường hỏi thăm, rốt cuộc đi tới Nặc Đinh sơ cấp hồn sư học viện cửa. Tuy nói là sơ cấp học viện, khá vậy còn coi như đại ký, cổng vòng khoang 20 mễ, độ cao cũng có mười mấy mét, đại môn trung ương là bốn cái chữ to, Nặc Đinh học viện trong cửa bảo vệ cửa là một thanh niên lúc này thấy hai cái lão nhân mang theo hai cái tiểu hài tử đứng ở cửa ngóng nhìn tức khắc có chút khinh thường đặc biệt là này bốn người trên người ăn mặc cũng quá mức keo kiệt thậm chí trong đó một cái tiểu hài tử trên người còn có không ít mụn vá đi 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 chúng ta nơi này cũng không phải là các ngươi loại này người nhà quê có thể tới chạy nhanh rời đi thanh niên huy xuống tay không kiên nhẫn nói hai vị thôn trưởng có chút giận tái đi nhưng vẫn là nhịn xuống lão peter cười làm lành nói tiểu huynh đệ chúng ta là vọng long thôn cùng thánh hồn thôn thôn trưởng này hai cái là năm nay cung độc sinh ngài xem nhập học yêu cầu xử lý cái gì thủ tục thanh niên nghe vậy nhịn không được cười ha ha lên âm dương quái khí nói thảo qua còn có thể ra phượng hoàng không thành hơn nữa vẫn là hai cái ta xem các ngươi là giả mạo đi lão dắt ở một bên đầy mặt tức giận bất quá vẫn là không có bùng nổ lấy ra đường tam chứng minh đưa qua lão peter cũng chạy nhanh móc ra nhiếp vân chứng minh thanh niên kinh nghi bất định nhìn kỹ lên nhưng sau một lát hắn lại cười ngã trước ngã sau lên thật là khôi hài, võ hồn lam ngân thảo, còn bẩm sinh mãn hồn lực. Võ hồn tuyết liên, hồn lực miễn cưỡng nửa cấp. Đồ quê mùa chính là đồ quê mùa, liền giả tạo chứng minh đều làm không tốt, các ngươi là tới khôi hài sao? Thanh niên đem chứng minh ném tới trên mặt đất, sắc mặt bất thiện quát, chạy nhanh quốc cho ta, bằng không đừng trách ta không khách khí. Thật là phiền. Nhíp vân trên mặt hiện lên một tia hung ác, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra này thanh niên đơn giản là tưởng vớt một chút nước luộc thôi, nhưng nào có dễ dàng như vậy. Nhíp Vân cảm nhận được bên cạnh đường tam trên người đã xuất hiện một cổ nhàn nhạt sát ý, đã tiếp cận bùng nổ bên cạnh. Hắn vỗ vỗ đường tam bả vai, ý bảo đường tam không cần kích động. Hai vị gia gia, giao cho ta đi. Nhíp Vân lập tức đi tới phía trước, sắc mặt bình tĩnh mà hướng tới cái kia thanh niên mà đi. Thanh niên trên cao nhìn xuống mà nhìn đi tới Nhíp Vân, khinh thường nói, tiểu quỷ, liền ngươi còn tưởng trở thành hồn sư. Chạy nhanh nhặt lên ngươi chứng minh về nhà uống nải đi thôi. Ha ha. Ồn ào. Nhíp Vân nhàn nhạt nói cái gì? Thanh niên có chút kinh ngạc, không thể tin được chính mình nghe được, nhưng mà đáp lại hắn chỉ có một chân. Nhíp vân một chân ti chớp đá ra, đá vào đối phương cẳng chân thượng. Răng rắc. Dựa gần vài người đều nghe được nước xương thanh, thanh niên sắc mặt biến đổi, cả người liền quỳ xuống, không đợi hắn kêu thảm thiết ra tới, lại là một cái tác triều trên mặt hắn gào thét mà đến. Phanh. Thanh niên trực tiếp bị này một cái tác triều bay 5 mét xa, va chạm ở học viện đại trên cửa sắt, hàm răng rớt đầy đất. Thẳng đến lúc này, thanh niên mới tê tâm liệt phế mà kêu thảm thiết ra tới hắn che miệng điên cuồng tru lên nói các ngươi chết chắc rồi mặc kệ các ngươi chứng minh có phải hay không thật sự các ngươi đều không thể bước vào cái này đại môn lão peter lúc này mới từ khiếp sợ bên trong phản ứng lại đây đối nhiếp vân xúc động cảm thấy một trận khó thở vừa định mở miệng một đạo thanh âm liền từ bên ngoài truyền tiếng vào cho ta an tĩnh thanh âm không lớn nhưng lại tản mát ra một cổ nhàn nhạt uy nghiêm thanh niên thấy người tới tức khắc vui vẻ kêu lên đại sư này vài người tưởng cường sấm học viện, còn đem ta đã thương, ngài cần phải vì ta làm chủ A. À. Câm miệng. Đại sư trừng mắt nhìn thanh niên liếc mắt một cái, thanh niên tức khắc che miệng không dám nói tiếp nữa. Đại sư nhặt lên kia hai phân chứng minh nhìn lên, mà một bên Peter cùng dắt thấp thỏm không thôi, không biết trước mắt vị đại nhân vật này sẽ như thế nào xử trí bọn họ. Một lát sau, đại sư sắc mặt hòa hoãn xuống dưới, nói, hai vị lão tiên sinh, này hai phân chứng minh đều là thật sự, ta đại biểu học viện cho các ngươi nói lời xin lỗi này hai đứa nhỏ liền giao cho ta đi, các ngươi yên tâm, ta sẽ dẫn bọn hắn đi báo danh. Hai vị thôn trưởng tức khắc đại hỷ, vội vàng nói lời cảm tạ, theo sau đối với nhiếp vân cùng đường tam hai người ngàn dặn dò vạn dặn dò sau mới rời đi. Đại sư nhàn nhạt mà nhìn kia ngã trên mặt đất thanh niên liếc mắt một cái, xoay người đối với nhiếp vân hai người ôn hòa nói, đi theo ta. Bảo vệ cửa thanh niên vẽ mặt cho tàn chi sắc, thật là ăn trộm gà không còn mất nắm gạo, cái này công tác khẳng định là đã không có, còn rơi vào một thân thương. Chương 12, đại sư hai cái đệ tử ở đại sư dẫn dắt hạ nhiếp vân cùng đường tam rốt cuộc bước vào này tòa học viện lão sư cảm ơn ngài đường tam nói ngươi tưởng sai rồi ta cũng không phải nhà này học viện lão sư đại sư cúi đầu nhìn đường tam trong mắt lập lòe đặc thù quan mang đường tam có chút nghi hoặc bất quá vẫn là không có suy đoán đến đại sư thân phận đại sư có chút chua xót nói ta chỉ là ở tạm nơi này cọ ăn cọ uống mà thôi bọn họ đều xưng hô ta vì đại sư một bên nhiếp vân ánh mắt lập lòe một chút, nói, bọn họ xưng hô ngài vì đại sư, ngài nhất định có hơn người bản lĩnh đi. Đại sư cứng đờ khuôn mặt thượng lộ ra một tia ngạo nghễ, nói, các ngươi hai cái một cái song sinh võ hồn, một cái võ hồn biến dị, đảo cũng là không bình thường. Đường Tam nghe vậy tức khắc chấn động, ánh mắt hơi hơi đổi đổi, tay trái đã lặng lẽ nâng lên, không tiếng động tụ tiễn đã vận sức chờ phát động. Đại sư ánh mắt nhìn về phía đường Tam, mỉm cười nói, ngươi là đường Tam. Đường Tam gật gật đầu. Ngươi có phải hay không rất tò mò ta là như thế nào biết ngươi là song sinh võ hồn? Đường Tam lộ ra nghi hoặc chi sắc, chờ đợi đại sư trả lời, nếu là đại sư có lộ ra một tia ác ý, đường Tam có tin tưởng làm hắn lặng yên không một tiếng động mà chết đi. Đại sư dơ dơ lên trong tay chứng minh, nói, chính là ngươi này phân chứng minh, thuyết minh ngươi là song sinh võ hồn. Đường Tam nghi hoặc chi sắc càng đậm, đại sư không có đình chỉ, tiếp tục nói, ta tuy rằng thực lực không cường, nhưng luận đối võ hồn nghiên cứu, ta nếu xếp thứ hai, trên đời này liền không có người dám bài đệ nhất. Ta đã từng điều tra đếm rõ số lượng trăm cái võ hồn vì Lam Ngân Thảo người, có được hồn lực không đến 3%, mà này 3% người nội không có một cái hồn lực là vượt qua một bậc, căn cứ ta nhiều năm nghiên cứu, bẩm sinh hồn lực lớn nhỏ cùng võ hồn cường đại thành có quan hệ trực tiếp, cho nên, ngươi khẳng định còn có một cái cường đại võ hồn. Đừng tam nghi hoặc giảm bớt một ít, nhưng vẫn là không có hoàn toàn đánh tan, mọi việc đều có ngoại lệ, ngài như thế nào liền xác định không có nhìn lầm đâu. Đại sư khẳng định nói, tuyệt đối sẽ không, đấu la đại lục này 100 năm qua xuất hiện quá 19 vị bẩm sinh mãn hồn lực, bọn họ võ hồn đều là phi thường cường đại tồn tại, không có một cái tình huống cùng ngươi giống nhau. Đường Tam trên mặt cảnh giác cùng nghi ngờ rốt cuộc tan đi, hắn lúc này có thể cảm giác được trước mắt vị này đại sư học thức viên bác, kia phân tự tinh khí chất thuyết minh hắn cũng không phải một người bình thường. Nhất Vân là biết đại sư nền tảng, hắn không có quên mục đích của chính mình, nói, đại sư, ngài lợi hại như vậy, chúng ta có thể hay không bái ngài vi sư. Đại sư nhìn về phía đường Tam, trong ánh mắt có chút vui sướng, bất quá nhìn về phía Nhiếp Vân khi lại là lộ ra đồng tình cùng phức tạp thần sắc, bẩm sinh nửa cấp hồn lực, này cùng chính hắn là cỡ nào tương tự a. À? Các ngươi xác định muốn bái ta làm thầy. Đường Tam cùng Nhiếp Vân trực tiếp thần sắc kiên định mà quỳ xuống, triều đại sư cung kính mà dập đầu lạy ba cái, lão sư. Đại sư ngây ngẩn cả người, vội vàng kéo hai cái tiểu hài tử, các ngươi hai cái tiểu tử ngốc, bái sư liền bái sư, vì cái gì muốn dập đầu đâu. Đường Tam vẽ mặt trịnh trọng cùng nghiêm túc, một ngày vi sư, cả đời vi phụ đây là chúng ta hẳn là kết thúc lễ tiết. Đại sư có chút động dung, nhìn đường tam ánh mắt càng ngày càng vừa lòng, đến nỗi nhiếp vân bất quá là xúc động hắn trong lòng mềm yếu, hắn đối nhiếp vân càng có rất nhiều đồng tình. Đi thôi, ta trước mang các ngươi đi giáo vụ chỗ báo danh. Đại sư một bên một cái, kéo đường tam cùng nhiếp vân hướng tới học viện chỗ sâu trong đi đến. Trong học viện mặt kỳ thật cũng không tính rất lớn, trừ bỏ khu dạy học, sân thể dục, cùng học sinh ký túc xá cơ bản không có địa phương khác. Đại sư là trường học danh nhân, thấy hắn tự mình mang theo hai cái tiểu hài tử tiến đến báo danh, giáo vụ chỗ các lão sư cũng là cảm thấy ngạc nhiên, bất quá bọn họ nhìn về phía đại sư trong ánh mắt lại là ẩn chứa thương hại, khinh thường, khinh bỉ từ từ cảm xúc, bị nhiếp vân rõ ràng mà bắt giữ đến. Đại sư đem nhiếp vân cùng đường tam đưa tới nơi này, công đạo vài câu liền xoay người rời đi, làm nhiếp vân bọn họ đi trước đăng ký. Phụ trách đăng ký tô chủ nhiệm nhìn trên tay hai phân chứng minh, trên mặt lộ ra quái dị chi sắc, đặc biệt là đường tam chứng minh làm hắn cảm thấy tiếc hận. Thật tốt bẩm sinh mãn hồn lực A, đáng tiếc chỉ là một cái phế võ hồn. Một cái khác bẩm sinh nửa cấp hồn lực tiểu hài tử càng là phế vật, phỏng chừng ở chỗ này nghỉ ngơi năm sáu năm đều không nhất định có thể trở thành một người hồn sư. Không bao lâu, hai người liền đã đăng ký hảo, cô chủ nhiệm đưa qua hai bộ giáo phục, các ngươi ký túc xá ở bảy lâu, nơi đó sẽ có lão sư vì các ngươi an bài công tác. Cảm ơn chủ nhiệm. Đường Tam cùng Nhiếp Vân tiếp nhận quần áo liền trực tiếp rời đi, hai người thính giác đều phi thường nhanh nhạy, mặt sau kia hai vị lão sư đối đại sư kinh bỉ ngôn luận đều nghe vào trong tai. Vân ca, ngươi cảm thấy lão sư thật sự giống bọn họ theo như lời như vậy sao? Nhíp Vân cười lạnh nói, bọn họ cảm thấy chúng ta lão sư là một cái chê cười, lại không biết bọn họ mới là chân chính chê cười. Chúng ta lão sư nghiên cứu như vậy nhiều trường hợp, hơn nữa liếc mắt một cái liền nhìn ra ngươi bí mật, sẽ chỉ là một cái chê cười sao? Đường Tam Tán Đồng gật gật đầu, ta cũng là cho là như vậy, lão sư học thức viên bác, lý luận phong phú, đây đúng là chúng ta nhất yêu cầu. Vân ca. Ân. Ta song sinh võ hồn bí mật vẫn luôn đều không có nói cho ngươi, ngươi sẽ không trách ta đi. Đường Tam trên mặt có chút xin lỗi, ngay từ đầu đường hạo liền dặn dò hắn không cần nói cho bất luận kẻ nào, cứ việc hắn cùng nhiếp vân quan hệ đã không giống bình thường, nhưng này ba tháng tới vẫn là nhịn xuống không có đem bí mật này nói cho nhiếp vân. Nhiếp vân vỗ vỗ đường Tam bả vai, cười nói, huynh đệ, ngươi có chính mình lý do khó nói, ta lại như thế nào sẽ trách ngươi đâu, không sợ nói cho ngươi một bí mật, kỳ thật. Ta cũng là song sinh võ hồn. Đường Tam sững sờ ở nơi đó, nhìn kia cười lớn đi xa nhiếp vân cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nhưng tưởng tượng đến nhiếp vân hồn lực hắn liền có chút ảm đạm có lẽ nếu không bao lâu nhiếp vân liền sẽ theo không kịp chính mình bước chân đi ký túc xá cũng không khó tìm chỉ chốc lát sau hai người đi tới chính mình ký túc xá nhiếp vân lười đến cùng này đó tiểu thí hài giao tiếp liền giao cho đường tam cứ việc đường tam đã biểu hiện thực khiêm tốn nhưng như cũ gặp tới rồi ký túc xá nội này đó lão sinh khiêu khích cầm đầu hài tử gọi là vương thánh tuổi ước chừng là mười một hai tuổi tuy rằng trước mặt đường tam cùng nhiếp vân tuổi rất nhỏ nhưng hắn vẫn là muốn tạo một chút chính mình uy tín nhưng đường tam thân là đường môn đệ tử tôn nghiêm lại há là như vậy hảo khiêu khích hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua chỉ thấy nhiếp vân hai tay ôm ngực nhắm mắt lại dựa vào trên cửa một bộ sự không liên quan mình bộ dáng đường tam bất đắc dĩ mà lắc đầu phóng hảo tự mình đồ vật sau liền cùng kia lão đại vương thánh động khởi tay tới này vương thánh chỉ là một cái hài tử bất quá là tuổi hơi chút lớn hơn vài tuổi lại há là đường tam đối thủ đường tam mấy cái đơn giản động tác liền đem hắn quan ngã thất điên bác đảo kêu thảm thiết không thôi vương thánh nổi giận gầm lên một tiếng võ hồn phóng xuất ra tới lực lượng cùng tốc độ đều được đến cực đại tăng lên hướng tới đường tam đánh tới tiểu tam tốc chiến tốc thắng nhiếp vân nói dám như vậy xem nhẹ hắn vương thánh lúc này giận tiếng mặt toàn lực thúc giục võ hồn đã không rảnh lo hay không sẽ xúc phạm tới trước mắt cái này chỉ có 6 tuổi tiểu hài tử đường tam vốn đang tưởng cùng hắn nhiều chơi hai hạ Nghe được nhiếp Vân nói sau không bao giờ khách khí, mắt thấy Vương Thánh thúc dục võ hồn một toàn quyền tới rồi trước mặt, hắn đi phía trước một bước bước ra, tránh thoát nắm tay, bả vai hung hăng mà va chạm ở Vương Thánh ngực thượng. Phanh. Vương Thánh trực tiếp bay đi ra ngoài, trên mặt một mảnh ửng hồng, ho khan không thôi, dãy dụa đã lâu mới bò dậy, lúc này hắn nhìn về phía Đường Tam trong ánh mắt đã mang theo kinh sợ chi sắc. Này thật là một cái sáu tuổi tiểu hài tử sao? Lực lượng như thế nào sẽ như thế to lớn? Hắn che lại trên ngực trước, cung kính nói, lão đại, ngươi về sau chính là chúng ta ký túc xá lão đại, chúng ta toàn bộ đều nghe ngươi. Đúng lúc này, một cái thanh thúy thanh âm từ bên ngoài truyền đến, ta cũng muốn làm cái lão đại chơi chơi, không biết có thể sao. Chương 13, Đường Tam cùng Tiểu Vũ Còn có người tới. Này phòng trong mấy cái lão sinh đều có chút kinh ngạc, không thể tưởng được đã nhiều năm không có vừa làm vừa học sinh, hiện tại gần nhất chính là ba cái. Dựa vào cửa nhiếp vân lúc này chạy nhanh đứng thẳng thân thể, nhìn bên ngoài sắc mặt có chút cổ quái. Một lát sau, một cái xinh xắn tiểu lô ly xuất hiện ở cửa, tuổi nhìn qua cũng là năm sáu tuổi bộ dáng, làn da trong trắng lộ hồng, xinh đẹp tựa như một cái búp bê sứ. Tuy rằng nàng xuyên phi thường một mạc, nhưng lại sạch sẽ ngăn nắp, chút nào che giấu không được nàng kia kiều tiếu đáng yêu khí chất. Nàng kia thủy linh linh mắt to biểu lộ tò mò cùng hưng phấn, nhìn trước mặt này đó phản phất thạch hóa nam hài, nàng nhíu nhíu mày, giơ lên tay nhỏ múa may vài cái, nói, quy. Các ngươi vừa rồi không phải ở thảo luận ai đương lão đại sao? Như thế nào đều không nói các ngươi ai là lão đại? Lúc này, trong phòng Nam hài mới phản ứng lại đây, đều ở ho nhẹ vài tiếng tới che giấu vừa rồi chính mình thất thố, mặc cho ai đột nhiên nhìn thấy như vậy một cái đáng yêu tiểu loli đều sẽ nhịn không được nhiều xem hai mắt, huống chi bọn họ đều vẫn là tiểu hài tử, không hiểu đến che giấu chính mình cảm xúc. Vương Thánh duỗi tay thọc thọc Đường Tam, hạ giọng nói, "Lão đại, đi lên cho nàng cái ra oai phủ đầu." Ách. Cái kia, liền không cần đi. Đường Tam sờ sờ cái mũi, có chút xấu hổ đối diện chính là một cái nũng nịu tiểu lô ly, hắn như thế nào hạ thủ được. Tiểu nữ hài thấy không ai để ý tới chính mình, trên mặt lộ ra phúc hậu và vô hại mỉm cười, các ngươi hảo, ta kêu tiểu vũ, khiêu vũ vũ. Ngươi chính là ký túc xá lão đại đi. Đường tam thấy tiểu vũ nhìn về phía chính mình, chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu, không sai, là ta, ta cũng là vừa mới lên làm cái này lão đại. Tiểu vũ ánh mắt lộ ra hưng phấn, tay nảy hướng bên cạnh trên giường một ném, vén tay áo đối với đường tam nói, ta muốn khiêu chiến ngươi vẫn là từ bỏ đi. Đường Tam bất đắc dĩ nói. Một bên nhiếp vân đã nhìn không được, cầm tay nải ở một trương không trên giường phóng hảo, ngồi xuống. Đường Tam cuối cùng vẫn là đồng ý tiểu vũ yêu cầu, hai người luận bàn lên. Nhưng mà, trừ bỏ nhiếp vân ngoại, tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, đường Tam thương nhiên bại bởi cái này thoạt nhìn tựa hồ còn muốn tiểu thượng một ít tiểu nữ hài. Đường Tam võ công đấy vẫn là không tồi, hơn nữa trước kia còn cùng nhiếp vân đối luyện qua không ít lần, từ nhiếp vân nơi đó học không ít thực dụng cách đấu kỹ xảo, sở dĩ sẽ thất bại, một là đại ý, nhị là tiểu vũ nhu kỹ thật sự là quá kinh diễm. Hắn từ trên mặt đất bò lên, có chút ngượng ngùng mà nhìn về phía nhiếp vân. Nhiếp vân đôi tay mở ra lộ ra một cái bất đắc dĩ biểu tình, tự hồ muốn nói, ta không nghĩ động thủ, chính ngươi nhìn làm đi. Đường Tam cười khổ nói, tiểu vũ, ngươi thắng, ngươi hiện tại chính là chúng ta vừa làm vừa học sinh lão đại, có thể nói cho ta ngươi vừa rồi sử dụng chính là cái gì kỹ xảo sao. Nhiếp vân một bên thu thập giường đệm, một bên rất có hứng thú mà nhìn này đối tiểu oan gia ở nơi đó giao lưu. Đúng lúc này, một vị lão sư đưa tới hai bộ mới tinh đệm chăn, phân biệt cho Nhiếp Vân cùng Đường Tam, đây là đại sư vì bọn họ chuẩn bị. Tiểu Vũ nhìn Đường Tam chăn, trong mắt toát ra một tia giảo hoạt, "Đường Tam, chúng ta thương lượng chuyện này thế nào?" Đường Tam sửng sốt một chút, nhưng chợt liền đoán được Tiểu Vũ tâm tư. Tiểu Vũ nói, "Ngươi chăn rất đại, không bằng chúng ta dường hợp lại, cùng nhau cái đi." Đường Tam nhìn Nhiếp Vân liếc mắt một cái, hào phóng mà đem chăn đưa cho Tiểu Vũ, sảng khoái nói, "Ta đây chăn cho ngươi đi, ta cùng ta ca cùng nhau ngủ." cái này tiểu tử ngốc. Nhíp vân trong lòng thầm mắng, ngay sau đó làm mặt quỷ nói, tiểu tam, này ta giúp đỡ không được ngươi, ta ngủ yêu nhất cuốn chăng, tiểu vũ làm chúng ta ký túc xá lão đại, ngươi liền hy sinh một chút chính mình, cùng lão đại cùng nhau ngủ đi. Này không tốt lắm đâu. Đường tam vẫn là do dự. Tiểu vũ hừ một tiếng, nói, ta đều không sợ, ngươi sợ cái gì, trừ phi ngươi tư tưởng xấu xa, muốn làm chuyện xấu. Đường tam bất đắc dĩ, hắn mới 6 tuổi, có thể làm gì chuyện xấu, bất quá ở tiểu vũ thúc dục hạ cũng chỉ hảo nhận mệnh. Thu thập thứ tốt sau, Vương Thánh cũng đem vừa làm vừa học sinh yêu cầu chú ý hạng mục công việc trên cơ bản giới thiệu một lần, thời gian đã tới rồi giữa trưa. Vương Thánh nói, nên ăn cơm trưa, chúng ta đại gia cùng đi đi. Đường Tam lắc lắc đầu, nói, các ngươi đi thôi, ta không đói bụng. Nhíp Vân đi rồi đi lên, kéo đường Tam liền đi ra ngoài, có ca ở chỗ này, như thế nào sẽ làm ngươi bị đói đâu, tiểu vũ lão đại, ngươi cũng đến đây đi, ngươi cùng tiểu Tam cơm ta bao. Tuy rằng đường Tam cùng nhiếp vân quan hệ đã không giống bình thường, nhưng lúc này vẫn là không khỏi lộ ra một tia cảm động. Hắn thường xuyên cảm thán chính mình hơn 30 tuổi tâm tính ở rất nhiều thời điểm đều so ra kém trước mắt cái này 6 tuổi nhiều vân ca. So sánh với cùng đường Tam trong nhà tình huống, nhiếp vân gia liền có thể nói là giàu có, tới gần nặc đinh thành thôn sinh hoạt trình độ đều là không tồi, cũng chỉ có đường Tam loại này đặc thù gia đình mới có thể sinh hoạt gian nan. Nhà ăn chia làm hai tầng, tầng thứ nhất đồ ăn đều thực bình thường, tầng thứ hai đồ ăn tắt tốt hơn rất nhiều, nhưng ở giá cả thượng liền quý không ít nhiếp vân cũng không có trang bức trực tiếp liền mang theo đường tam ở tầng thứ nhất múc cơm đương nhiên cũng gặp một ít phú nhị đại khiêu khích nhưng lấy nhiếp vân cùng đường tam tâm tính đều không có đi để ý tới đúng lúc này đại sư đi đến đường tam cùng nhiếp vân vội vàng đứng lên lão sư ngài cũng tới ăn cơm đại sư gật gật đầu ánh mắt nhu hòa các ngươi hai cái cùng ta đến lầu hai ăn cơm đi lão sư không cần ngài xem chúng ta đồ ăn đều đánh hảo đại sư cũng không kiên trì nói vậy các ngươi cơm nước xong sau ở nhà ăn cửa chờ một chút ta, ta mang các ngươi đi ta nơi đó nhận nhận môn. Nói xong liền lên lầu 2. Vương Thánh Nhãn Thần có chút kỳ quái, hỏi, đường Tam, Nhíp Vân, các ngươi hai cái đã bái đại sư vi sư. Các ngươi cũng không nên bị hắn lừa, chúng ta học viện ai đều biết hắn chỉ là một cái lừa ăn lừa uống, không có gì bản lĩnh, chỉ là cùng viện trưởng có chút quan hệ mới lưu lại nơi này. Đường Tam sắc mặt biến đổi, nói, thỉnh ngươi không cần vũ nhục lão sư của ta, bằng không ta không ngại lại cùng ngươi luận bàn vài lần nhíp vân không có mở miệng bất quá hắn ánh mắt lại làm vương thánh lộ ra sợ hãi chi sắc kia trong ánh mắt mang theo khủng bố sát khí chỉ nhằm vào vương thánh một người sát khí làm hắn nháy mắt ra một thân mồ hôi lạnh vân ca chúng ta đến bên kia ăn đi đường tam bưng lên mâm đi đến nơi xa vị trí ngồi xuống nhíp vân hừ lạnh một tiếng theo đi lên các ngươi không tốt ở sau lưng nói đến ai khác nói bậy tiểu vũ cũng bưng lên mâm ngồi xuống đường tam bên người hắn sao này vài người đều là bệnh tâm thần đi Vương Thánh sắc mặt xanh mét, nhưng trong ánh mắt lại cất giấu một ít kinh sợ, chỉ có thể hậm hực mà ngồi xuống. Ăn xong cơm trưa sau, Đường Tam cùng Nhiếp Vân trực tiếp liền ở cửa đợi lên. Ước chừng nửa giờ, đại sư đi ra, đi thôi, Tiểu Vân, Tiểu Tam. Nhiếp Vân hai người đi theo đại sư đi tới hắn ký túc xá, đại sư phòng cũng không lớn, chỉ có 30 mét vuông tả hữu, nhưng bên trong lại phóng đầy thư tịch, làm Nhiếp Vân trước mắt sáng ngời. Này đó nhưng đều là tài phú a, về sau cuộc khởi hy vọng liền ở chỗ này đại sư từ trong lòng ngực lấy ra bốn cái đùi gà cùng mấy cái màng thầu, đưa cho đường tam hai người, các ngươi hiện tại đúng là trường thân thể thời điểm, cũng không thể thiếu dinh dưỡng. Đường tam vẻ mặt cảm động, ngay cả hoài mục đích tới nơi này nhiếp vân đều cảm nhận được đại sư chân thành, trong lòng hoàn toàn nhận đồng cái này lão sư. Sau một lúc lâu, hai người đã ăn xong. Tiểu tam, ngươi đem một cái khác võ hồn phóng xuất ra tới, làm ta nhìn xem. Đại sư tò mò nói. Chương 14, kích động đại sư. Tốt, lão sư, đường tam nâng lên tay trái một thanh màu đen tiểu chùy y ở trong tay hắn xuất hiện này tiểu chùy y thể tích tuy nhỏ nhưng tự hồ cực kỳ trầm trọng đường tam tay nhỏ căng chặt bị cây búa kéo đi xuống nếu không phải hắn trong khoảng thời gian này cao cường độ làm nghề nguội rèn luyện hơn nữa dinh dưỡng bổ sung cầm lấy chui này cây búa sẽ càng thêm cố hết sức đây là đấu la đại lục đệ nhất công kích khí võ hồn sao nhíp vân mắt lộ ra kỳ dị chi mang lần đầu tiên nhìn thấy chui này cây búa liền cảm nhận được nó bất phàm nhìn thấy cái này cây búa khoảnh khắc đại sư kia xưa nay bình tĩnh khuôn mặt bỗng nhiên biến sắc, lập tức đứng lên, thân thể kích động đến đều có chút run rẩy, cắt gao mà nhìn chầm chầm chui này tiểu chù y, thẳng đến sau một lúc lâu mới đưa cảm xúc bình phục xuống dưới. Đại sư nói, tiểu tam, về sau không cần dễ dàng ở những người khác trước mặt phóng thích cái này võ hồn, không có ta cho phép, ngươi cũng tuyệt không có thể cho cái này võ hồn phụ gia hồn hoàng. Vừa rồi đại sư biểu hiện đã làm đường tam nghi hoặc thật mạnh, lúc này đại sư theo như lời nói cư nhiên cùng hắn ba ba nói kinh người nhất trí, không khỏi hỏi, lão sư, Ngươi nói cùng ta ba ba nói giống nhau như đúc, vì cái gì không thể cho nó phụ gia hồn hoàng đâu. Đại sư nói, hiện tại còn không phải nói cho ngươi thời điểm, ngươi phải nhớ kỹ, làm như vậy chỉ là vì ngươi tương lai có thể càng cường đại hơn, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Ta sẽ. Phụ thân cùng lão sư đều nói như vậy, nhất định là có đạo lý. Đại sư kích động cảm xúc đã hoàn toàn bình phục xuống dưới, hắn quay đầu nhìn về phía nhiếp vân, ánh mắt có chút phức tạp, thở dài nói, tiểu vân, đem ngươi võ hồn phóng xuất ra tới. Nhiếp Vân đọc đã hiểu đại sư ánh mắt, đại sư bởi vì võ hồn biến dị, hơn nữa bẩm sinh hồn lực chỉ có nửa cấp, vĩnh viễn đều khó có thể đột phá đại hồn sư, này vẫn luôn là hắn trong lòng đau. Không nói thêm gì, Nhiếp Vân trực tiếp dùng ý niệm phóng xuất ra chính mình võ hồn, một gốc cây băng tuyết hoa sen ở hắn tay trái lặng yên nở rộ, đếm kỹ dưới có thể phát hiện hoa sen có 49 cánh hoa cánh, mỗi một mảnh đều trắng tinh không tì vết, tinh oánh dịch thấu, hoa sen nhẹ nhàng lay động gian, một cổ băng hàng hơi thở phát ra, lệnh phòng nội độ ấm đều giảm xuống một ít. Đại sư ngơ ngẩn, sau một lát mới lẩm bẩm nói, không có khả năng, chuyện này không có khả năng a, à, loại này hơi thở võ hồn, hồn lực sao có thể chỉ có nửa cấp đâu? muốn nói lang ngân thảo võ hồn là nửa cấp hồn lực hắn tin tưởng, nhưng trước mắt cái này không biết tên võ hồn hơi thở cũng không đơn giản, làm hắn lập tức không nghĩ ra. giúp vân nghe được đại sư lầm bầm lầu bầu, có chút ngượng ngùng nói, lão sư kỳ thật ta cũng không phải nửa cấp hồn lực. đại sư ngây ngẩn cả người, vậy ngươi hồn lực là nhiều ít? ta cũng không xác định nhưng là ta có thể cảm nhận được trong cơ thể kia tràn đầy hồn lực hẳn là mãn cấp đi có thể là lúc ấy thí nghiệm tố vân đào đại nhân nghĩ sai rồi đại sư kinh sợ duỗi tay nhanh chóng mà nắm lấy nhiếp vân bàn tay cẩn thận cảm ứng lên một lát sau đại sư trên mặt lộ ra tươi cười cười to nói không thể tưởng được tiểu vân ngươi thiên phú lại là như vậy hảo ngươi võ hồn hẳn là biến dị quá thoạt nhìn rất là không tầm thường hơn nữa bẩm sinh mãn hồn lực ngươi thiên phú tuy rằng so ra kém tiểu tam nhưng đặt ở trên đấu la đại lục cũng là cực kỳ khó được thiên tài một bên đường tam cũng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi nở nụ cười hắn vẫn luôn đều cho rằng nhiếp vân hồn lực quá thấp về sau tốc độ tu luyện sẽ rất chậm hiện tại thấy như vậy một màn rốt cuộc yên tâm xuống dưới lão sư kỳ thật ta còn có một cái võ hồn nhìn đang ở thoải mái cười to đại sư nhiếp vân vẫn là nhịn không được nói đại sư tiếng cười đột nhiên im bặt trên mặt lộ ra không dám tin tưởng biểu tình ngươi nói cái gì ta nói ta có hai cái võ hồn nhiếp vân lặp lại một lần đại sư hô hấp đều có chút dồn dập lên trên mặt lại lần nữa xuất hiện kích động vội vàng thúc giục nói mau đem ngươi một cái khác võ hồn phóng xuất ra tới nhiếp vân thu hồi hoa sen võ hồn ý niệm vừa động đem đệ nhị võ hồn triệu hoán ra tới một thanh ba tất dài hơn tiểu đao xuất hiện ở hắn lòng bàn tay thượng nó tựa như một thanh tiểu phi đao tản ra dày đặc hàng khí một loại lạnh băng đến xương sắc nhọn hơi thở phát ra làm bên cạnh đại sư cùng đường tam đều thầm giật mình đường tam đôi mắt đột nhiên sáng một chút thấy chui này phi đao khoảnh khắc hắn trong lòng vừa động, nhớ tới đại danh đỉnh đỉnh tiểu lý phi đao. Đường môn thân là thiên hạ ám khí đệ nhất tông môn, này đã từng ở trên giang hồ xếp hạng đệ nhất ám khí tiểu lý phi đao, đường môn tự nhiên nghĩ mọi cách thu nhận sử dụng nó tu luyện phương pháp. Chẳng qua tiểu lý phi đao tu luyện cũng không dễ dàng, tu luyện phương pháp ở đường môn trung đều thuộc về nhất đứng đầu ám khí thủ pháp chi nhất, không có riêng thiên phú người rất khó tu luyện đến đại thành, đường tam kiếp trước say mê với ám khí chế tác, đối với này tiểu lý phi đao tu luyện cũng không có đạt tới đại thành nông nổi. Tiểu lý phi đao, không trật một phát, xuất đao liền phải thấy huyết, uy lực vô cùng, tu luyện đến cảnh giới cao nhất, vạn vật đều có thể hóa thành phi đao, thậm chí một mảnh lá cây ở trong tay đều có thể phát huy ra thật lớn uy lực. Nhíp Vân võ hồn xứng với tiểu lý phi đao có thể nói là tuyệt phối, nhưng đáng tiếc Nhíp Vân cũng không phải đường môn người, Đường Tam trong lòng âm thầm thở dài, có chút tiếc hận. Đại. Nhíp Vân ý niệm thao túng hạ, tiểu đao chậm rãi biến đại, cuối cùng ước chừng có ba thước dài hơn, so Nhíp Vân còn cao hơn nửa cái đầu, so với Nhíp Vân kia ấu tiểu thân thể, này quả thực là một phen cự đao, trong đó phát ra hàng khí càng là bức người. Đại sư hoàn toàn ngồi không yên, loại này hơi thở võ hồn, này phẩm giai nhất định đạt tới kinh người nông nổi, thậm chí hắn suy đoán cái này đao võ hồn đủ để sánh vai Đường Tam trong tay Hạo Thiên chùi. y. "Hảo, hảo, hảo." Đại sư liền nói ba cái hảo tự, đủ để nhìn ra hắn giờ phút này kích động tâm tình. "Các ngươi hai cái thật là cho ta một cái kinh hỉ lớn a, ta Ngọc tiểu mới vừa có tài đức gì, cư nhiên có một ngày có thể nhận lấy hai cái như thế tuyệt thế thiên phú đệ tử." này chẳng lẽ là trời cao đối ta bồi thường sao? Đại sư cảm xúc kích động, trong mắt ẩn ẩn có nước mắt hiện ra, nhìn trước mắt hai đứa nhỏ ánh mắt càng ngày càng vừa lòng. Qua hồi lâu, đại sư mới đưa tâm tình của mình bình phục xuống dưới, ngày mai chính là khai giảng điển lễ, nhưng đối với các ngươi hai cái tới nói chỉ là lãng phí thời gian mà thôi, ta tính toán sáng mai liền mang các ngươi đi đạt được một cái thích hợp hồng hoàng, cho các ngươi có thể tiếp tục tu luyện. Mặt khác, Tiểu Vân, ngươi đệ nhị võ hồn ta hy vọng ngươi về sau cũng tạm thời không cần phụ gia hồng hoàng, chờ tới rồi thích hợp thời gian ta sẽ nói cho ngươi là lão sư nhiếp vân cùng đường tam nhìn nhau đều thấy được đối phương trong mắt kích động chỉ cần đạt được một cái hồn hoàng bọn họ liền có thể trở thành một cái hồn sư đại sư tiếp tục nói học viện phương diện các ngươi không cần lo lắng ta chào hỏi một cái là được tiểu tam ngươi nói một chút ngươi đối lam ngân thảo võ hồn có ý kiến gì không về sau tưởng hướng phương hướng nào phát triển tiểu vân ngươi cũng tưởng một chút ngươi hoa sen võ hồn muốn phát triển phương hướng nào Đường Tam cùng Nhiếp Vân hiện tại đối với này đó tri thức hai mắt một bôi đen, tự nhiên trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào trả lời đại sư vấn đề. Cuối cùng đại sư cấp hai người kỹ càng tỉ mỉ giảng giải các loại võ hồn khác nhau, cùng với các phát triển phương hướng khác nhau, kiến nghị Đường Tam Lam Ngân thảo nhất thích hợp hướng tới khống chế hệ phương hướng phát triển. Chương 15, đêm hôm đó. Đại sư nhìn về phía Nhiếp Vân, nói, "Tiểu Vân, ngươi hai cái võ hồn đều là băng thuộc tính võ hồn, ở chúng ta cái này địa phương phi thường hiếm thấy." băng thuộc tính võ hồn phần lớn đều là xuất hiện ở thiên đấu đế quốc bắc bộ nơi đó thời tiết giá lạnh vô luận là băng thuộc tính hồn sư vẫn là băng thuộc tính hồn thú đều rất nhiều mà băng thuộc tính võ hồn phần lớn đều là hướng khống chế hệ cường công hệ này hai phương diện phát triển khống chế hệ có thể nói là một chọi một trong chiến đấu nhất cường đại tồn tại ta hy vọng ngươi cùng tiểu tam giống nhau tuyết liên võ hồn nhưng dĩ vãng khống chế hệ phương hướng phát triển đao võ hồn nhưng dĩ vãng cường công hệ phương hướng phát triển trải qua đại sư vừa mới đối các loại hình võ hồn khác nhau còn có các hệ hồn sư giảng giải, nhiếp vân hiện tại đối đại sư kiến nghị rộng mở thông suốt, trong lòng đã đối đại sư kính để đến ngũ thể đầu địa. Đại sư tiếp tục nói, băng thuộc tính lớn nhất đặc điểm chính là tuyệt đối nhiệt độ thấp, còn có kiên cố. Người ở nhiệt độ thấp dưới tình huống hành động lực đều sẽ có điều yếu bớt, nếu độ ấm đủ thấp, có thể cho người mất đi hành động lực, thậm chí trực tiếp bị đông chết. Băng kiên cố, đã có thể dùng để vây khốn địch nhân, cũng có thể dùng để phòng ngự tự thân, mà lấy nó độ cứng, cũng có thể hóa thành các loại công kích thủ đoạn băng thuộc tính trời sinh liền có này hai cái đặc tính, ngươi ngày sau tu luyện chỉ cần hướng tới ngươi yêu cầu phương hướng đi phát triển là được. Đa tạ lão sư chỉ điểm. Nhíp vân vẽ mặt cảm kích, hắn lựa chọn đúng rồi, đối với võ hồng tu luyện, đại sư giống như là đấu la đại lục nhất cụ quyền uy bách khoa toàn thư, đại sư đối hắn vỡ lòng, đủ để cho hắn hưởng thụ cả đời. Đại sư uống lên nước miếng, nói, tạm thời trước như vậy đi, các ngươi đi về trước, ta sáng mai sẽ tới các ngươi ký túc xá đi tiếp các ngươi. Đúng rồi, này hai quyển sách các ngươi lấy về đi xem một chút đại sư từ kệ sách thượng rút ra hai bổn thật dày thư, đưa cho Nhiếp Vân cùng Đường Tam. Đây là ta nhiều năm qua nghiên cứu bút ký, các ngươi có thể lấy về đi xem một chút, có cái gì không rõ địa phương có thể tùy thời hỏi ta, chờ xem xong sau các ngươi lại xem mặt khác. Tốt, lão sư. Ân, ừ, các ngươi đi về trước đi. Rời đi đại sư phòng sau, Nhiếp Vân hai người kích động tâm tình vẫn là khó có thể bình tĩnh trở lại, nhớ tới ngày mai liền phải đi săn giết hồn thú đạt được hồn hoàng, bọn họ trong lòng liền tràn ngập chờ mong, rốt cuộc đây chính là liên quan đến đến bọn họ về sau tiền đồ, còn có tự thân công pháp hay không còn có thể tiếp tục tu luyện đi xuống. Lúc này, bọn họ đối với hồn sư cái này chức nghiệp, có nhất định hiểu biết, cũng càng thêm kiên định bọn họ nỗ lực tu luyện tin tưởng. Trở lại ký túc xá, sắc trời đã tiếp cận chạng vạn, trong ký túc xá những người khác đều không ở, có đại sư buổi chiều đùi gà thêm cơm, đường tam cũng không có cảm giác được đói khác, dựa vào trên giường học tập lên. Nhíp Vân còn lại là đi nhà ăn ăn cơm, Tuy rằng thân thể hắn thoạt nhìn chỉ là so đường tam hơi chút cường tráng một ít, nhưng hắn lượng cơm ăn lại cực đại, ước chừng là đường tam gấp ba, đã từng làm đường tam kinh ngạc không thôi. Nhíp Vân lúc ấy nói dẫn nói, ta này một thân cậy mạnh chính là ăn cơm ăn ra tới. Nhíp Vân cơm nước xong trở lại ký túc xá sau, lúc này ký túc xá nội mặt khác học viên đều đã đã trở lại, đường tam đang ở cùng tiểu vũ đấu võ mồm. Hắn lắc lắc đầu, trực tiếp trở lại trên giường cầm lấy thư nhìn lên. Ở hắn trong mắt, nơi này trừ bỏ đường tam ngoại, mặt khác đều là tiểu thí hài, bao gồm tiểu vũ cũng là, hắn mới không muốn lãng phí thời gian ở cùng này đó tiểu thí hài giao lưu mặt trên. Đối với tiểu vũ xinh đẹp đáng yêu, hắn xác thật thực kinh ngạc cảm thán, nhưng cũng không hơn, như vậy tiểu lô ly còn vẫn không dậy nổi hắn chú ý, hắn vừa mới ở học viện dạo qua một vòng, đáng tiếc không có nhìn đến một cái xinh đẹp một chút nữ lão sư. Lúc này, đại bộ phận vừa làm vừa học sinh đã ngồi ở chính mình trên giường bắt đầu tu luyện hồn lực, vừa làm vừa học sinh đều là đến từ xã hội tầng dưới chót, tu luyện là bọn họ duy nhất đường ra, yêu cầu trả giá so thường nhân càng nhiều nỗ lực vương thánh còn không có tiếng vào tu luyện bên trong hắn nhìn nhiếp vân ánh mắt còn có chút kinh sợ một cái đường tam cũng đã đánh đến hắn vỡ đầu chảy máu mà nhiếp vân làm đường tam đại ca tuy rằng cực nhỏ nói chuyện nhưng ở vương thánh trong lòng nhiếp vân mới là thần bí nhất cùng khủng bố một người hắn ánh mắt lập lòe một chút cổ đủ dũng khí đi tới nhiếp vân trước mặt có chuyện gì sao nhiếp vân ngẩng đầu nhìn cái này so với chính mình lớn 6 tuổi nam hài đối phương tựa hồ có chút khẩn trương Vương Thánh sắc mặt trở nên đỏ bừng, nói, Nhíp Vân, Đường Tam, ta vì chính mình hôm nay hành động hướng các ngươi xin lỗi, ta không nên như vậy nói các ngươi lão sư, các ngươi trừng phạt ta đi. Đường Tam lúc này đã không có ngay lúc đó tức giận, cười nói, nhục người sư trưởng là không đúng, chúng ta đại gia là đồng học, lần này liền tha thứ ngươi, nếu còn có lần sau, ta liền không khách khí. Vương Thánh vội vàng nói, không dám, không dám, đa tạ tiểu tam huynh đệ dạy bảo, tuyệt đối sẽ không có lần sau. Ngay sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía Nhiếp Vân, có chút chờ đợi nhiếp vân cúi đầu nhìn trên tay thư phất phất tay nói trở về đi ngươi làm cái gì ta đã quên mất vương thánh lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi nói thanh cảm ơn sau mới trở lại chính mình trên giường bắt đầu tu luyện lên nhìn đến mọi người đều đã bắt đầu tu luyện đường tam cũng chuẩn bị tu luyện nhưng lại không lay chuyển được hiếu động tiểu vũ chính là bị nàng kéo đi ra ngoài xem ngôi sao có lẽ hai người còn sẽ quấn quanh ở bên nhau trên mặt đất luận bàn một chút tiểu tam ngươi cái kia ca ca hảo kỳ quái nga như thế nào đều không nói lời nào kỳ thật hắn không phải ta thân ca ca hai chúng ta gia ly không xa hắn tuổi tác so với ta hơi chút lớn hơn một chút khi hắn thực lực có người lợi hại sao ta muốn tìm hắn luận bàn một chút đừng vẫn là thôi đi hắn nếu là ra tay nói ngươi phỏng chừng sẽ bị thương hừ ta mới không tin đâu ngay kia dần dần đi xa thanh âm nhíp vân lắc lắc đầu đường tam tiểu tử này đã nói chuyện yêu đương đi hắn chỉ có thể vùi đầu tiến vào tu luyện bên trong đối với tu luyện nhíp vân trước nay đều là phi thường khắc khổ bằng không cũng sẽ không ở kiếp trước cái kia cổ võ điêu tàn thời đại chỉ dựa vào 12 năm tuổi tuổi liền tu luyện tới rồi cao thâm cảnh giới. Đừng nhìn hắn hiện tại mới 6 tuổi nhiều, chân chính thực lực nếu là bị người khác biết, chỉ sợ sẽ khiến cho chấn động. Gia truyền đao pháp ngạo hàng sáu quyết, uy lực nhất chiêu so nhất chiêu cường hãn, ở kiếp trước khiến cho hắn khiếp sợ không thôi, không biết ở thế giới này lại sẽ phát huy ra như thế nào uy lực. Nhiếp gia kinh công thân pháp đồng dạng bất phàm, có tam đại cảnh giới, bắt gió bắt bóng, bước phong đủ ảnh, không chỗ không ở hắn hiện tại liền ở vào cảnh giới thứ nhất, thi triển khi tốc độ nhanh như sao băng, theo hắn hồn lực tăng lên, tốc độ sẽ càng mau. Cái thứ hai cảnh giới vô luận là kiếp trước vẫn là hiện tại hắn đều còn không có một tia manh mối, đến nỗi cái thứ ba cảnh giới chỉ tồn tại với truyền thuyết bên trong, gia phả thượng cũng không có ghi lại có vị nào tổ tiên đạt tới quá cái này cảnh giới. Hắn đã từng cùng đường tam luận bàn quá nhiều lần, đường tam tự hồ đối thân phận của hắn đã có điều suy đoán, chỉ là vẫn luôn đều không có mở miệng dò hỏi. Ở quyền cước công phu thượng, hắn so đường tam cường quá nhiều, rốt cuộc hắn kiếp trước nhất am hiểu chính là giết người kỹ, nhưng đường tam nếu là dùng ra ám khí hắn liền đau đầu. Đường tam nếu là điên cuồng lên, quả thực chính là mưa rền gió dữ, lấy nhiếp vân hiện tại tốc độ mặc dù có thể né tránh đại bộ phận ám khí, nhưng như cũ sẽ trúng chiêu. Có lẽ, chính mình có thể hỏi đường tam muốn một ít ám khí thủ pháp tới học tập một chút. Nhiếp vân thầm nghĩ trong lòng, hắn biết đường tam đối với truyền thừa thiên kiến về phái cực kỳ coi trọng, muốn đường tam truyền thụ chính mình tuyệt kỹ cùng lắm thì về sau liền ở hắn đường môn đương cái phó môn chủ cũng không có gì tổn thất. Mãi cho đến đêm khuya, Đường Tam cùng Tiểu Vũ mới kiệt sức mà trở về, hai người vận động cả đêm đã phi thường mỏi mệt, Đường Tam đều không rảnh lo tu luyện, dán lên giường liền ngủ rồi, xem đến nhiếp vân lại là dở khóc dở cười. Chương 16, săn hồn rừng rậm. Sáng sớm, đương đại đa số người còn đang trong giấc mộng khi, một cao hai lùng thầy trò ba người đã rời đi nặc đinh học viện. "Lão sư, chúng ta muốn đi chỗ nào săn giết hồn thú?" Đường Tam tò mò hỏi. Ở Nạc Đinh Thành Đông Bắc 400 dặm chỗ có một tòa săn hồn rừng rậm, nơi đó là đế quốc quyển dưỡng hồn thú địa phương, hồn thú chủng loại đông đảo, khẳng định có thể tìm được thích hợp ngươi hồn thú. Đến nỗi Tiểu Vân, vậy muốn xem vận khí, ta cũng không biết này tòa rừng rậm có hay không băng thuộc tính hồn thú. Đại sư hôm nay xuyên một thân màu đen kính trang, cả người thoạt nhìn đều oai hùng không ít, hắn trên mặt treo một tia nhàn nhạt mỉm cười, tâm tình tựa hồ không tồi. Từ thu này hai cái đệ tử, hắn cảm giác chính mình nhân sinh lại lần nữa tỏa sáng sinh ra cơ, cả người đều càng có nhiệt tình lão sư khi nếu tìm không thấy thích hợp ta hồn thú làm sao bây giờ nhiếp vân có chút quể oải xem ra chính mình võ hồn yêu cầu tìm hồn hoàng cũng là tương đối phiền toái đại sư trầm ngâm một chút nói trước nhìn xem đi nếu không có băng thuộc tính hồn thú mặt khác thuộc tính cũng có thích hợp ngươi chỉ là hiệu quả thượng không có băng thuộc tính hảo thật sự không được nói ta đến lúc đó lại đơn độc cùng ngươi đi đế quốc bắc quả nhiên rừng băng phong tìm một chút đi lão sư cảm ơn ngài nhiếp vân cảm kích nói đại sư sờ sờ nhiếp vân đầu nói làm các ngươi lão sư không cần cùng ta khách khí ta nhưng không nghĩ các ngươi tốt như vậy thiên phú lãng phí dọc theo đường đi đại sư không ngừng cấp đường tam hai người giảng giải một ít hồn thú tri thức còn có săn giết hồn thú hấp thu hồn hoàng khi yêu cầu chú ý địa phương không bao lâu ba người liền đã đến lớn thành trung ương trên đường cái đại sư cũng không có dẫn dắt nhiếp vân bọn họ ra khỏi thành ngược lại hướng tới chợ đi đến lão sư ngài còn có chuẩn bị một ít thứ gì sao đường tam hỏi đại sư nói không tồi, săn vết hồn thú tồn tại nhất định nguy hiểm, cho nên nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Nửa giờ sau, đồ vật đã chuẩn bị tốt, chủ yếu là mua sắm ba cái đại túi da thủy, còn có mấy ngày lương khô. Mặt khác làm đường tam nghi hoặc chính là, đại sư thế nhưng còn mua sắm 20 cân củ cải, hắn tưởng không rõ săn vết hồn thú yêu cầu củ cải làm gì, bất quá đại sư không có nói, hắn cũng không có hỏi nhiều. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa sau, đại sư ở trong thành mướn một chiếc xe ngựa, hướng tới săn hồn rừng rậm phương hướng mà đi xa phu ngựa quen đường cũ, con đường này hắn đi qua không ít lần, đi trước nơi đó trên cơ bản đều là một ít hồn sư, hắn nhìn bên trong xe ba người, ánh mắt đều trở nên cung kính lên. Vô luận là đường Tam vẫn là nhiếp vân, đều là lần đầu tiên ngồi xe ngựa, tuy rằng cảm thấy có chút sốc nảy, nhưng vẫn là tràn ngập lạc thú. Tiểu Tam, Tiểu Vân, đây là ta cho các ngươi lễ vật. Đại sư không biết từ nơi nào lấy ra hai kiện đồ vật, một cái nạm 24 viên màu trắng ngà ngọc thạch đai lưng, một cái màu đen mang theo viền vàng hoa văn vòng tay đây là một loại trữ vật hồn đạo khí, này đai lưng mỗi viên ngọc thạch bên trong đều là một cái độc lập không gian, mỗi cái không gian lớn nhỏ vì một mét khối. Mà cái này vòng tay bên trong không gian còn lại là tiểu một ít, tổng cộng chỉ có 10 mét khối tả hữu. Các ngươi chính mình chọn một cái đi. Nhiếp vân nhìn hạ đường tam, hắn biết đường tam yêu cầu không gian lớn hơn nữa một ít đai lưng, lập tức liền nói, tiểu tam, ngươi trước chọn lựa đi, ta dùng cái nào đều có thể. Đường tam lúc này chính ở vào tâm thần chấn động bên trong, đối vừa rồi đại sư giải thích cảm thấy thần kỳ, có như vậy vật chứa, hắn về sau ám khí liền có địa phương gửi. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn cái kia đai lưng, nhíp vân còn lại là cầm lấy cái kia vòng tay. Cảm ơn lão sư. Hai người đem này hồn đạo khí cầm ở trong tay tò mò mà nghiên cứu lên. Thấy bọn họ hai người như vậy cao hứng, đại sư cũng có chút trấn an, sử dụng phương pháp rất đơn giản, đem chính mình hồn lực rót vào, liền có thể cảm ứng được bên trong không gian, dùng ý niệm liền có thể lấy ra hoặc là tồn nhập vật phẩm, tới săn hồn rừng rậm còn có không ít thời gian, trong khoảng thời gian này các ngươi liền luyện tập một chút như thế nào sử dụng đi. Hai người gấp không chờ nổi mà nếm thử lên, dùng để luyện tập vật phẩm chính là kia hơn 20 cân củ cải trắng. 400 dặm lộ trình, mãi cho đến ngày hôm sau giữa trưa, bọn họ mới đến tới rồi săn hồn rừng rậm. Xe ngựa ở rừng rậm ngoài một cái chợ ngừng lại, cái này làm cho đường Tam cảm thấy kinh ngạc, hắn vốn tưởng rằng sẽ trực tiếp tới rừng rậm bên trong, không nghĩ tới rừng rậm bên ngoài cư nhiên còn có một cái như vậy phồn hoa chợ. Này phiến chợ kiến tạo đại lượng phòng ốc, đường phố hai bên đều là đủ loại cửa hàng từng trận hết đợt này đến đợt khác thét to thanh làm đường tam nhíu mày nhíp vân cẩn thận nghe xong một chút này đó thét to thanh trên cơ bản đều là ở tìm người tổ đội cùng nhau tiến vào săn hồn rừng rậm bên trong săn giết hồn thú mà bên đường cửa hàng trung trên cơ bản đều là bán một ít tiếng vào rừng rậm sở yêu cầu trang bị cùng tiếp viện nhíp vân không cấm đối đại sư trước tiên mua sắm yêu cầu đồ vật cảm thấy anh minh loại địa phương này vật phẩm giá cả tuyệt đối sẽ phiên tốt nhất vài lần biết ta vì cái gì ở nạp đinh thành liền trước tiên đem đồ vật lấy lòng sao đại sư hỏi chuẩn bị giáo một chút đường tam hai người một ít cơ bản thường thức đường tam lắc lắc đầu bất quá ở đại sư hơi chút chỉ điểm dưới thực mau liền minh bạch lại đây đại sư chỉ vào thét to những người đó nói đơn cá nhân muốn săn giết chính mình yêu cầu hồn thú là phi thường khó khăn trên cơ bản không có khả năng thành công cho nên này đó yêu cầu săn giết hồn thú người liền lâm thời tạo thành một cái đội ngũ săn giết mỗi người sở yêu cầu hồn thú chính mình hoàn thành cuối cùng một kích là được bất quá loại này lâm thời thành lập đội ngũ là nhất không đáng tin tùy thời đều khả năng sẽ hỏng mất loại này đội ngũ vì cái gì sẽ dễ dàng hỏng mất đâu đường tam tò mò đại sư than một tiếng nói kỳ thật hồn thú cũng không phải đáng sợ nhất đáng sợ nhất chính là nhân tâm tri nhân tri diện bất tri tâm nói không chừng cùng ngươi kề vai chiến đấu mấy ngày đồng bọn ở gặp tâm động bảo vật khi sẽ không chút do dự xoay người cho ngươi một đao đường tam gật gật đầu đại khái đã hiểu đại sư ý tứ đại sư mang theo hai người lập tức đi tới sang hồn rừng rậm nhập khẩu, lối vào đang có một đội 100 nhiều người binh lính ở tuần tra, nếu là có ai muốn trộm tiến vào, tuyệt đối sẽ đã chịu trí mạng đã kích. Nhìn đến có người lại đây, này đội binh lính tức khắc đã đi tới, đại sư móc ra một khối lệnh bài, mặt trên có ba loại đánh dấu, một thanh kiếm, một thanh cây búa, một con quái thú. Kiểm tra lệnh bài binh lính đội trưởng vừa thấy đến cái này lệnh bài, tức khắc lộ ra tôn kính thần sắc, không nói hai lời liền mệnh lệnh binh lính mở ra nhập khẩu. Ba người xuyên qua vây quanh ở rừng rậm bên ngoài sắt thép hàng rào, tiến vào tới rồi trong rừng rậm bộ, mới thâm nhập không xa, bên ngoài ồn ào náo động đã hoàn toàn biến mất, không khí đều trở nên tươi mát rất nhiều. Nhiếp Vân thần sắc có chút dư vị, kia quen thuộc rừng rậm đặc có hơi thở, còn có kia một loại như có như không nguy cơ cảm làm hắn phản phất về tới kiếp trước. Đại sư đi ở phía trước, đột nhiên dừng thân tử, quay đầu lại nói, chúng ta chuẩn bị tiến vào khu vực nguy hiểm, từ giờ trở đi, các ngươi muốn theo vào ta, một bước đều đừng rời khỏi. Là, lão sư. Nhiếp Vân cùng Đường Tam đều cảm nhận được đột biến bầu không khí, không dám chậm trễ. Đại sư kia nguyên lai có chút suy sút ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén lên, hắn đôi tay ở trước ngực hợp lại, sau đó nhanh chóng về phía hạ tách ra, khẽ quát một tiếng, xuất hiện đi, la tam pháo. Chương 17, Mạng Đà La Xà Chỉ nghe phục một tiếng, một cổ màu tím nhạt hồn lực từ đại sư đôi tay chém ra, trước mặt đã nhiều một cái kỳ quái sinh vật. Này chỉ sinh vật mập mạp vô cùng, màu tím lông tóc, lỗ tai nhỏ, mắt to, đi đường thời điểm cái mông xoắn đến xoắn đi, tựa như một con thịt cầu ở đi phía trước lăn lộn. Thịt cầu vừa xuất hiện liền triều đại sư chạy tới, dùng nó kia dài rộng đầu thân thiết mà ở đại sư trên đùi qua lại cỏ sát. Hai cái màu vàng hồng hoàng từ đại sư dưới chân dâng lên, ở hắn chân cùng đầu chi gian trên dưới luật động. Đây là ta võ hồn, các ngươi có thể kêu nó là tam pháo, cũng có thể trực tiếp kêu tam pháo. Đại sư nói. Lão sư, thú võ hồn không đều là trực tiếp bám vào người sao, như thế nào ngài, đường tam có chút kinh ngạc, một màn này cùng đại sư phía trước sở giảng thú võ hồn tự hồ hoàn toàn bất đồng. Đại sư thần sắc có chút chua xót, bởi vì ta võ hồn sinh ra biến dị, hơn nữa vẫn là hướng tới không tốt phương hướng biến dị, ta vừa mới thức tỉnh khi hồn lực chỉ có nửa cấp, cả đời vô vọng đột phá đến 30 cấp, bởi vậy này vài thập niên ta đều say mê với võ hồn nghiên cứu, hy vọng có thể tìm được đối ta hữu dụng phương pháp. Thực xin lỗi, lão sư, nhắc tới ngài chuyện thương tâm. Đường Tam có chút xin lỗi. Đại sư cũng không có để ý, tự hồ sớm đã thói quen, không có việc gì, ta cho các ngươi giới thiệu một chút tam pháo, nó công kích chỉ có thể phát động ba lần, cho nên ta kêu nó tam pháo. Ở đại sư ra mệnh lệnh, mập mạp tam pháo ở phía trước dò đường, vừa đi, cái mũi một bên kích thích, đại sư ba người tắt thật cẩn thận mà đi theo tam pháo mặt sau. Đại sư bỗng nhiên từ trong lòng ngực lấy ra một phen đoạn kiếm đưa cho đường tam, tiểu tam, ngươi cây búa võ hồn không thể tùy ý vận dụng, ta cho ngươi chuẩn bị một phen đoạn kiếm dùng để phòng thân. Cảm ơn lão sư. Đường tam có thể cảm giác được trong tay đoạn kiếm bất phàm, kiếm còn chưa ra khỏi vỏ liền có thể cảm nhận được mặt trên phát ra hàng khí la tam pháo cứu giác rất là nhanh nhạy dọc theo đường đi gặp không ít hồn thú cường đại bọn họ liền sẽ trước tiên tránh đi đại sư cũng vẫn luôn hiện trường dạy học phân tích hồn thú tập tính như thế nào phán đoán hồn thú niên hạn cùng với các loại hồn thú đặc điểm vẫn luôn tìm kiếm ban ngày đều không có nhìn thấy một cái thích hợp hồn thú lúc này thiên đã bắt đầu đen xuống dưới đại sư cũng không có sốt ruột tiếp tục tìm kiếm mà là lựa chọn một chỗ bắt đầu sửa sang lại doanh địa bọn họ lựa chọn địa phương là một khối đất trũng, chung quanh tất cả đều là che trời đại thụ, địa thế cũng tương đối phức tạp. Đại sư lấy ra một ít thuốc bột cấp nhiếp vân cùng đường tam hai người rơi tại doanh địa chung quanh, thời khắc đều không quên dạy bọn họ một ít giả ngoại sinh tồn thường thức. Nhiếp vân cùng đường tam mặc kệ nguyên lai like hiểu hay không, đều sẽ nghiêm túc nghe, đối với đại sư quan tâm săn sóc dạy dỗ cảm thấy vô cùng ấm áp. Sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới, ban đêm rừng rậm cũng không an tĩnh, các loại hồn thú tiếng gầm gừ hết đợt này đến đợt khác thầy trò ba người đơn giản mà ăn một ít lương khô, dựa lưng vào một viên đại thụ bắt đầu nghỉ ngơi. Đúng lúc này, đang ở bên ngoài cảnh giới tam pháo phát ra dồn dập tiếng kêu, đại sư cả kinh, hướng tới thanh âm phương hướng nhìn lại, phát hiện sáu điều U Minh Lan đã vây quanh đi lên. Các ngươi hai cái đại ở chỗ này đừng cử động. Đại sư biểu tình có chút nghiêm túc, nhưng cũng không có hoảng loạn. Đường Tam Lặng Yên sử dụng tím cực ma đồng quan sát lên, nhíp vân tuy rằng không có tu luyện mắt công, nhưng tự thân huyền công tu vi cũng khiến cho hắn ở ban đêm thị lực sau người bình thường đều tốt một chút. Sáu điều giả lan hồn thú chiều cao đều có một mét sáu tả hữu, tự hồ cảm nhận được la tam pháo có chút không dễ chọc, trình nửa hình cung đi tới, muốn đem đại sư đám người vây quanh lên. Đại sư lại sao lại làm chúng nó thành công, tam pháo, chuẩn bị. Tam pháo phát ra một tiếng gầm nhẹ, vốn là dị thường dài rộng thân thể như thổi phòng khí cầu lại lần nữa bành trướng, đạt tới kinh người nông nổi, phản phất liền phải nổ mạnh mở ra. Đại sư giơ tay chém ra, vần quanh ở trên người hắn màu vàng quang hoàng bay ra một cái, trồng lên tam pháo kia đã biến hình thân hình thượng, đánh rắm như sét đánh, vang trời nứt mà la tam pháo. Tam pháo mắt to chợt sáng lên, viên hồ hồ thân thể đột nhiên nhảy đánh lên, kinh người nhảy lên 5 mét độ cao, thân thể ở không trung xoay người, mông hướng tới kia sáu đầu u minh Lan phương hướng. Ầm vang. Một tiếng như sét đánh vang lớn, kia dài rộng mông một trận kịch liệt rung rẩy, một cái màu vàng màn hào quang đột nhiên bắn ra, tốc độ nhanh như lôi đình, đem sáu đầu lang bao trùm ở bên trong đại sư ti chớp lấy ra ba cái khẩu trang triệu nhiếp vân phương hướng ném hai cái qua đi hô lớn mau mang lên khẩu trang nhiếp vân cùng đường tam đã ý thức được sự tình nghiêm trọng tính trong nháy mắt liền đã đem khẩu trang mang lên sáu điều u minh lan trực tiếp bị tam pháo thí banh bay đi ra ngoài trong đó có hai điều vừa vặn chặn ngang va chạm ở trên đại thụ mặt lập tức liền mất đi hành động lực mặt khác mấy cái phản phất gặp cái gì sợ hãi sự vật giống nhau phát ra ô ô tiếng kêu dãy dụ bò dậy kẹp chặt cái đuôi hướng tới nơi xa bay nhanh chạy trốn đại sư bước nhanh tiến lên lấy ra một phen đoạn đao thuần thục mà đem hai điều lan giải quyết rớt hơn nữa lại lần nữa vải lên một ít thuốc bột che giấu huyết tinh khí vị hai đầu u minh lan hoàn toàn tử vong khoảnh khắc hai cái nhàn nhạt màu trắng hồn hoàng từ trên người chúng nó dâng lên hoặc nhìn tự hồ tùy thời đều sẽ tiêu tán cái này chính là hồn hoàng bởi vì là ta giết chết nếu ta hồn lực vừa vặn đạt tới tiếng giai điều kiện nói liền có thể dùng hồn lực đi lôi kéo hồn hoàng đến trên người mình thông qua minh tưởng tới hấp thu hồn hoàng lực lượng hồn hoàng chỉ biết tồn tại một canh giờ nếu không kịp thời hấp thu liền sẽ tự động tiêu tán. Nhíp vân hai người nhìn này thần kỳ một màn, cảm thấy ngạc nhiên. Tam pháo nhiều nhất chỉ có thể phát động ba lần công kích, tiêu hao một lần sau, cần thiết muốn lập tức bổ sung, đại sư lập tức phân phó đường tam lấy ra hai căn củ cải đúc cho tam pháo. Ước chừng nửa giờ, khi trận khí vị mới hoàn toàn tiêu tán, ba người lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật sự là quá khó tiếp thu rồi, cho dù đeo khẩu trang, vẫn như cũ cảm thấy không đủ. Liền ở bọn họ vừa mới thả lỏng lại khi, Tam pháo kia dồn dập tiếng kêu lại lần nữa vang lên, đại sư biểu tình lại lần nữa trở nên nghiêm túc. Bốn phía đột nhiên trở nên yên tĩnh lên, một tia sàn sạc thanh âm cực kỳ rất nhỏ, Nhất Vân trước tiên liền cảm giác được thật lớn nguy cơ đang tới gần, hắn chỉ có thể cảm giác đến nguy hiểm tới gần phương hướng, nhưng lại không thể thấy rõ là thứ gì. Trong không khí mơ hồ nhiều vài phần mùi tanh, tự hồ còn có một tia nhàn nhạt vị ngọt cùng trà hương. Đường Tam sắc mặt biến đổi, theo bản năng buộc miệng thốt ra, có độc vật. Tam pháo cảm xúc trở nên thập phần nôn nóng, Đại sư biểu tình cũng trở nên phi thường nghiêm túc, không thể tưởng được đêm nay thế nhưng như thế không bình tĩnh. Đường Tam đôi mắt lập lòe nhàn nhạt tử mang, chỉ có bên cạnh Nhiếp Vân phát hiện. "Lão sư, ở bên kia là một cái rắn độc." Đường Tam chỉ vào một chỗ kinh hô. Đại sư biểu tình biến đổi, rắn độc là nhất khó chơi hồn thú chi nhất, hắn đã không kịp suy nghĩ Đường Tam vì cái gì sẽ nhìn đến chính mình nhìn không tới địa phương, bay nhanh mà lấy ra một cái mồi lửa hướng tới cái kia phương hướng ném đi. Mồi lửa thiêu đốt bay qua đi, chiếu sáng nơi đó, đương thấy rõ hồn thú khoảnh khắc, đại sư biểu tình biến đổi lớn, mảnh hút một ngụm khí lạnh, thế nhưng là mạng đà la xà. Nơi này chỉ là bên ngoài, như thế nào sẽ xuất hiện như thế hung mảnh ngoan độc hồn thú? Chương 18, Đường Tam sát xà. Lão sư, này mạng đà la xà rất lợi hại sao? Đường Tam thấy đại sư như vậy thất thố tức khắc có một tia dự cảm bất hảo. Đại sư trầm giọng nói, mạng đà la xà độc tính phi thường cường, đối nhân thể có rất mạnh phá hư tính. Hơn nữa nó thân thể phi thường cứng cỏi, bình thường đao kiếm rất khó đối nó tạo thành thương tổn, là độc thuộc tính hồn thú trung nhất khủng bố tồn tại chi nhất. Nó nhược điểm chỉ có miệng cùng đôi mắt, nhưng này hai cái địa phương bị nó bảo hộ thực hảo, rất khó công kích đến. Lúc này hùng hoàng phấn uy hiếp bờ lực còn ở, nó vẫn luôn ở nơi đó phun tinh tử, tạm thời còn không có tiến công. Đường tam kiếp trước liền tiếp xúc quá không ít rắn độc, đối với loại này sinh vật cũng không có sợ hãi, mà nhiếp vân tuy rằng cảm nhận được áp lực, nhưng lại cũng thập phần bình tĩnh, bọn họ hai người biểu hiện hoàn toàn không giống như là một cái sáu tuổi hài tử. Loại này khẩn cấp dưới tình huống, đại sư cũng không có chú ý tới hai người tình huống, ta hiện tại liền giao các ngươi hai cái một cái lý luận, đưa ngươi đối mặt địch nhân có rõ ràng ưu thế khi, như vậy liền phải toàn lực phát động công kích, đem địch nhân nhất cử đánh tan. Nhưng đương các ngươi hoàn toàn ở vào hoàn cảnh xấu khi, không cần do dự, lập tức chạy trốn. Mạng đà la xà loại này khủng bố hồng thú nếu là 10 năm phân chúng ta còn có liều mạng chi lực, nhưng nếu là trăm năm, chúng ta tuyệt đối không có một tia phần thắng chính xác nhất chính là nhanh chân liền chạy đại sư nhanh chóng công đạo xong không có chút nào do dự lập tức liền phát động công kích đánh rắm như sét đánh vang trời nứt mà la tam pháo tam pháo lại lần nữa bành trướng phóng lên cao siêu cấp sét đánh ký lại lần nữa oanh ra trực tiếp đem cái kia mạng đà la xà oanh bay đi ra ngoài phía trước tiêu hao một lần công kích còn không có khôi phục nó hiện tại cũng chỉ có hai lần công kích cơ hội mà thôi cái kia thật lớn xà bị sốc bay ra đi đại sư nhìn thoáng qua liền không còn có may mắn tâm tư này thân rắn thể đã tiếp cận bốn mễ thuyết minh nó tu vi đã tiếp cận 400 năm ở như vậy hồn thú trước mặt bọn họ không có bất luận cái gì chống cự chi lực đi đại sư khẽ quát một tiếng một tay lôi kéo một cái xoay người hướng phía trước chạy như điên chạy trốn khi bị xú thí banh phi mạng đà la xà thế nhưng không có đã chịu một tia thương tổn thân thể một khúc bắn ra như một con chi mũi tên nhọn cực nhanh bay ra hướng tới ba người đào tẩu phương hướng nhanh chóng tiếp cận đánh rắm như sương khói thôi mi ngủ say la tam pháo đại sư lại lần nữa khẽ quát một tiếng, la tam pháo nhảy lên không trung một cái xoay chuyển, phục một tiếng, một cổ màu vàng sương mù dày đặc từ nó cái mông phun ra, chặn mạng đà la xà đi tới phương hướng. Đại sư đệ nhị các hồn kỹ chủ yếu năng lực là thôi miên hiệu quả, nhưng mạng đà la xà bản thân chính là kịch độc chi vật, cũng không có bị thôi miên thành công, chỉ là tốc độ thượng giảm bớt một tia mà thôi. Lúc này La Tam Pháo ba lần công kích đã dùng xong, toàn bộ thân thể đều nhỏ một vòng, vô pháp lại phát động công kích. Hai cái màu vàng hồn hoàng một lần nữa về tới đại sư trên người, đại sư kéo hai người, tốc độ đã đạt tới cực hạn, nhưng như cũ bị mạng Đà La xà nhanh chóng tiếp cận. Mạng Đà La xà một cái đặc điểm đó là không có nhẫn nại, đại sư vốn tưởng rằng một đoạn thời gian sau nó liền sẽ từ bỏ, nhưng hắn lại phỏng chừng sai rồi. Lúc này cái kia xà phản phất đã bị La Tam Pháo thí chọc giận, tốc độ càng lúc càng nhanh, không có chút nào từ bỏ tính toán. Tam Pháo, chắn nó một chút. La Tam Pháo ngừng lại, hướng tới cực nhanh mà đến mạng Đà La xà va chạm mà đi. Mạng Đà La xà không chỉ có tốc độ cực nhanh, phản ứng cũng là phi thường nhanh nhạy nhẹ nhàng né tránh tam pháo công kích lật lọng một cắn tam pháo tức khắc thê lương mà kêu thảm thiết lên cũng hóa thành màu tím hồn lực trở về đến đại sư trên người đại sư trong lòng đã tuyệt vọng không thể tưởng được vận mệnh của hắn lại là như vậy thê thảm nhấp nhô hơn phân nửa đời mắt thấy thu hai cái đắc ý đệ tử còn chưa tới khí phách hăng hái thời điểm liền đã xảy ra như vậy bi kịch còn hại hai đứa nhỏ mắt thấy mạng đà la xà liền phải đuổi theo nhiếp vân cơ hồ liền phải nhịn không được ra tay nhưng ngay sau đó hắn cảm nhận được đường tam động tác lúc sau tạm thời đánh mất ra tay ý niệm. Khi 20 cân củ cải tất cả đều là đặt ở đường tam đai lưng bên trong, mắt thấy mạng đà la Sà tiếp cận, liền phải bắn ra đi lên, đường tam nắm một cái củ cải, xem cũng chưa xem, trực tiếp sau này vứt ra. Phốt. Phi ở không trung mạng đà la Sà bị cản trở một chút, khoảng cách lại lần nữa kéo ra một chút, tuy rằng củ cải không có cho nó tạo thành cái gì thương tổn, nhưng tự hồ càng thêm kích phát rồi nó hung ác. Mạng đà la xà phát ra tim lệ tiếng kêu, lại lần nữa đuổi theo, khi mở ra miệng rộng lập loè hàng quan mắt thấy liền phải cắn thượng. Đường Tam biểu tình như cũ không có hoảng loạn, lại lần nữa quăng một củ cải đi ra ngoài, chuẩn xác mà đem nó đánh lui. Đại sư lúc này ngạc nhiên không thôi, nhưng cũng không có hỏi nhiều, như cũ lôi kéo hai người chạy như điên. 20 cân củ cải không có nhiều ít, thực mau cũng đã tiêu hao xong, nhưng mạng đà la xà như cũ theo sát không bỏ. Đã tới rồi sinh tử tồn vong thời khắc, đường Tam đã không rảnh lo bại lộ thực lực của chính mình, buông lỏng ra cầm chặt đại sư tay, tụ tiễn hướng tới mạng đà la xà đôi mắt bắn ra, đinh mạng đà la xà phản ứng cực nhanh đầu rắn hơi chút trật một chút khi bay ra mũi tên nhọn va chạm ở nó vẫy thường bắn khởi một chuỗi hỏa hoa ở đường tam buông ra tay khoảnh khắc nhiếp vân cũng đồng dạng buông lỏng ra đại sư tay cứ việc hắn biết đường tam cuối cùng sẽ thành công giết chết cái kia xà nhưng hắn vẫn là có chút không yên tâm hắn có thể đi vào thế giới này bản thân chính là một cái ngoài ý muốn ai biết còn có thể hay không lại lần nữa phát sinh ngoài ý muốn đâu nhiếp vân cùng đường tam đều không có nghĩ đến mạng đà la xà phòng ngự cư nhiên như vậy cường đại như vậy mạnh mẽ tụ tiễn thế nhưng liền nó ra đều phá không được. Mạng Đà La xà bị này một kích hoàn toàn chọc giận, trên người lóng lánh khởi nhàn nhạt hoàng quang, tốc độ bỗng nhiên bạo tăng, hướng tới Đường Tam bắn nhanh mà đến. Đường Tam vững vàng bình tĩnh, quỷ ảnh mê tung thi triển, tại đây nghìn cân treo sợi tóc chi gian tránh thoát mạng Đà La xà một đòn trí mạng, khống hạt bắt long đối với mạng Đà La xà đầu rắn chợt phát động, khi mở ra miệng rộng đã đi ngang qua nhau đầu rắn bị hút trở về, lúc này sớm đã tính toán tốt Đường Tam trong tay đoạn kiếm một đưa, trực tiếp tắm vào xà miệng bên trong. Phốt. Đoạn kiếm tề bính hoàn toàn đi vào, mạng đà la xà một tiếng hí vang, bắt đầu điên cuồng mà dãy dụ lên, nơi đi qua như gió thu cuốn hết lá vàng một mảnh hỗn độn. Lúc này đường tam sớm đã thi triển quỷ ảnh mê tung thối lui đến nơi xa, cảnh giác mà nhìn chầm chầm mạng đà la xà. Nhìn thấy một màn này, nhíp vân trong tay tuyết trắng đại đao biến mất, đối với đường tam biểu hiện hắn có chút kinh ngạc cảm thán này hẳn là đường tam lần đầu tiên sinh tử chi chiến, nhưng lại có thể như vậy bình tĩnh đối mặt, trong lòng sớm đã tính toán hảo hết thảy. Tiểu tam, tiểu vân đại sư vội vàng mà kinh hoảng thanh âm truyền đến, theo sau liền chạy như điên trở về. Vừa rồi phát sinh hết thảy bất quá là vài giây mà thôi, đại sư phát hiện hai đứa nhỏ buông ra chính mình bàn tay sau dọa trái tim đều phải nhảy ra, nhưng mà chỉ là trong nháy mắt hắn cũng đã chạy ra hơn 10 mét, muốn quay đầu lại cứu viện đã không kịp. Đường Tam cùng Nhíp Vân cho nhau nhìn thoáng qua, đều minh bạch đối phương tâm tư, không hẹn mà cùng gật gật đầu. Lão sư, làm ta sợ muốn chết, vừa mới cái kia xà thiếu chút nữa ăn ta. Đường Tam cố ý té ngã trên mặt đất, Vỗ ngực lòng còn sợ hãi mà nói. Đại sư cùng nhíp Vân đồng thời chạy tới, đem Đường Tam đỡ lên. "Tiểu Tam, ngươi không có bị thương đi, ngươi như thế nào đột nhiên liền buông tay đâu, ngươi có biết hay không vừa mới có bao nhiêu nguy hiểm." Này Xà liền tính là ta đối thượng đều không có một tia phần thắng. Đại sư lời nói trung lộ ra quan tâm cùng trách cứ. "Kia xà đâu? Như thế nào không công kích?" Đại sư lúc này mới phản ứng lại đây, nhớ tới còn có một cái khủng bố mạng đà la xà ở chung quanh. Vừa rồi cái kia xà muốn cắn ta, ta thực sợ hãi, lung tung múa may ngươi cho ta đoạn kiếm, giống như đâm trúng nó. Đường Tam Kinh Hồn chưa định. Chương 19, Tái ngộ nguy cơ. Đại sư phát hiện lúc này đường Tam trong tay đều là mồ hôi lạnh, nói hẳn là không giả, mạng đà la xà hẳn là bị đâm trúng yếu hại, bằng không lấy nó hung mạnh ác độc tính cách, không có khả năng sẽ dễ dàng từ bỏ công kích. Mạng đà la xà dãy dụ động tĩnh càng ngày càng nhỏ, hoàn toàn đã không có động tĩnh lúc sau, đại sư lại chờ đợi một đoạn thời gian, mới thật cẩn thận mà đi qua. Bỗng nhiên, một trận nhàn nhạc hoàng quang ở mạng đà la xà trên người phiêu ra ở phía trên dần dần ngưng tụ ra một cái màu vàng quang hoàng cái này quang hoàng nhan sắc phi thường rõ ràng ngưng thật tản ra từng trận khổng lồ năng lượng dao động nhìn thấy một màn này đại sư trên mặt lộ ra mừng như điên chi sắc thật tốt quá này thật là ý trời a à, tiểu tam ngươi hồn hoàng có rơi xuống lão sư ngài là nói muốn ta hấp thu này xà hồn hoàng sao đường tam ngạc nhiên hắn thực vật võ hồn không thể tưởng được đại sư thế nhưng làm hắn đi hấp thu này xà hồn hoàng đại sư gật gật đầu nói không sai loại trắng này ở đạt tới ngàn năm phía trước mỗi nhiều một năm thân thể liền sẽ dài hơn một cm người giết chết này nhìn ra tiếp cận bốn mễ trường tu vi cũng là bốn trăm năm tả hữu đúng là không sai biệt lắm đạt tới cái thứ nhất hồn hoàng có khả năng hấp thu cực hạn nhưng là ta hồn hoàng là lam ngân thảo hấp thu thú võ hồn nói sẽ không sinh ra xung đột sao đường tam có chút lo lắng đại sư khẳng định mà nói cũng không sẽ căn cứ ta nhiều năm nghiên cứu chỉ cần ở riêng điều kiện hạ thực vật võ hồn cùng thú võ hồn có thể lẫn nhau hấp thu, chỉ là vẫn luôn không có người nếm thử quá, bọn họ đều đối ta nghiên cứu khịt mũi coi thường. Tiểu Tam, ngươi nguyện ý làm cái thứ nhất nếm thử người sao? Lão sư, ta tin tưởng ngươi lý luận là đúng, khiến cho ta tới giúp ngài chứng minh đi. Đường Tam thần sắc kiên định. Đại sư có chút cảm động, vuốt đường Tam đầu, nói, Tiểu Tam, mạng Đà La xà đặc điểm đó là kịch độc cùng cứng cỏi, này hai cái đặc tính vừa lúc phù hợp ngươi để nhất hồn hoàng yêu cầu. Hơn nữa cũng đạt tới ngươi có thể hấp thu cực hạn, đối với ngươi mà nói quá thích hợp. Đường Tam ánh mắt sáng lên, lão sư, cảm ơn ngài. Đại sư gật gật đầu, nói, khoanh chân ngồi xuống, ý thủ võ hồn, bắt đầu hấp thu đi. Đường Tam ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, phóng xuất ra chính mình còn sót lại không nhiều lắm hồn lực, hướng tới kia đã ngưng tụ thành hình hồn hoàng kéo dài qua đi. Màu vàng hồn hoàng ở đường Tam lôi kéo hạ, chậm rãi hướng tới hắn bay đi, cuối cùng biến thành một cái vòng tay lớn nhỏ, trồng lên trong tay hắn lam ngân thảo thượng. Này trong nháy mắt, Đường Tam chỉ cảm thấy đến một cổ bàn bạc năng lượng từ cái kia hồn hoàng thông qua chính mình võ hồng tiến vào trong cơ thể. Lùng năng lượng này nhập thể, Đường Tam liền cảm thấy kinh mạch một trận sưng to, thậm chí có xé rách đau đớn, cuồn cuộn năng lượng ở hắn tĩnh mạch nội đánh sâu vào, cảm giác này khó có thể chịu đựng. Đại sư nhìn đến Đường Tam kia đã vặn vẹo khuôn mặt, vội vàng hô, nhất định phải bảo trì thanh tĩnh, kiên trì đi xuống, dẫn đường luồng năng lượng này vận hành, như vậy mới có thể đem hồn hoàng lợi dụng lớn nhất hóa. Đường Tam khẩn thủ tâm thần, huyền thiên công cực nhanh vận chuyển, này rõ ràng so đấu la đại lục minh tưởng phương pháp cao minh nhiều phát huy thật lớn tác dụng theo luồng năng lượng này đánh sâu vào đường tam phát hiện chính mình thế nhưng có được nội coi năng lực đây chính là trong truyền thuyết cảnh giới hắn kiếp trước đều không có đạt tới không thể tưởng được gần một cái hồn hoàng khiến cho hắn đạt tới cái này cảnh giới huyền thiên công nội lực không ngừng luyện hóa kia hấp thu nhập thể năng lượng đương hoàn toàn luyện hóa kia một khắc đường tam chỉ cảm thấy trong cơ thể phản phất có thứ gì vỡ vụn giống nhau khắp người đều cảm giác được vô cùng sảng khoái trước cuộc đột phá đến huyền thiên công đệ nhị trọng đường tam mừng như điên trong lòng suy đoán trở thành sự thật quả nhiên có được hồn hoàng sau là có thể tiếp tục tu luyện huyền thiên công đương đường tam hoàn toàn thu công mở hai mắt khi sách trời đã đại lượng lúc này hắn cảm giác được tự thân bất đồng thân thể tố chất so sánh với phía trước có đại biên độ tăng lên cảm giác lực cũng càng thêm nhạy bén tiểu tam ngươi tỉnh mau đến xem xem lão sư Nhíp vân đột nhiên ở một bên hô đường tam quay đầu vừa thấy tức khắc chấn động Chi thấy đại sư lúc này đầy mặt hắc khí, tứ chi tự hồ đều đã cứng đờ. Lão sư. Đường Tam nôn nóng hô. Đại sư đã không có phản ứng, vô pháp lại trả lời. Tiểu Tam, lão sư trúng trái kia xà kịch độc, bởi vì Tam pháo bị cắn một ngụm, độc tính truyền quay lại cho lão sư, ta vô pháp đuổi độc, chỉ có thể bảo vệ lão sư tâm mạch, ngươi mau xem một chút đi. Đường Tam không dám kéo dài, lập tức duỗi tay cấp đại sư bắt mạch. Ở hắn cảm ứng trung, đại sư trái tim chung quanh bị một cổ băng hàng năng lượng phong tỏa, Máu lưu động phi thường thông thả, độc tố bị ngăn cách bên ngoài. Đường Tam thở vào nhẹ nhõm, may mắn lão sư tâm mạch bị bảo vệ, bằng không độc tố xâm lấn ta liền không có biện pháp. Giao cho ta đi. Đường Tam đem đại sư nhận lấy. Thân là Đường môn đệ tử, am hiểu dùng độc, cũng am hiểu giải độc, Đường Tam tốc độ cực nhanh, cấp đại sư lấy máu thanh độc, lại dùng Huyền Thiên công đem còn thừa độc tố hướng tới miệng vết thương bứt ra. Huyền Thiên công bản thân thư độc năng lực cực cường, này đối với hồn sư tới nói thực khủng bố khó chơi mạng đà la xà độc dễ dàng đã bị hắn bước ra tới đại sư trên mặt hắc khí dần dần tiêu tán bất quá sắc mặt lại thập phần tái nhợt tuy rằng độc tính đã hoàn toàn bước ra tới nhưng phía trước tồn tại đại sư trong cơ thể đã đối thân thể tạo thành không nhỏ thương tổn huống hồ giải độc thời điểm còn thả đại lượng huyết có thể nói là nguyên khí đại thương trong khoảng thời gian ngắn rất khó khôi phục lại tiểu tam lão sư hiện tại thế nào nhiếp vân lo lắng hỏi lão sư trong cơ thể độc tố đã bị ta thanh trừ chỉ là lão sư lần này nguyên khí đại thương, phỏng chừng không có mấy tháng rất khó khôi phục lại. Đường tam ngữ khí có chút bi thương. Chúng ta trước đem lão sư mang về đi. Nhíp vân nói. Vân ca, vậy ngươi hồn hoàng. Nhíp vân chua xót nói, không nghĩ tới lão sư cư nhiên sẽ trúng xà độc, ta cũng chỉ có thể lại chờ mấy tháng. Lão sư thương thế quan trọng, ta sức lực đại chút, ta cổng lão sư đi. Đường tam gật gật đầu, nói, không nóng nảy, ta ăn trước điểm cơm sáng, cũng cấp lão sư lộng điểm canh thịt bổ sung một chút năng lượng bởi vì là ban ngày nhóm lửa cũng sẽ không hấp dẫn đến hỷ hỏa hồng thú hai người chém một viên cây cối làm một cái giản dị nồi dùng tự mang thịt khô nấu một ít canh thịt ăn qua cơm sáng lúc sau nhiếp vân cổng đại sư đường tam ở phía trước mở đường hướng tới đường cũ phản hồi dọc theo đường đi hai người đều không có nói chuyện đường tam lúc này tuy rằng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi rõ ràng nhiếp vân nhưng là hiện tại cũng không phải hảo thời cơ trong rừng rậm từng bước nguy cơ có chuyện gì chỉ có thể lưu đến về sau hỏi lại hai người cảm ứng năng lực đều xa xa cao hơn thường nhân Tuy rằng đã không có đại sư dẫn dắt, nhưng bọn hắn vẫn là cảnh giác mà tránh đi không ít hồn thú. Nhưng mà, họa vô đơn chí, ngoài ý muốn luôn là tới quá đột nhiên. Đương Nhíp Vân cùng đường tam trải qua một cái tiểu sơn cốc cửa cốc khi, đột nhiên cảm nhận được một cổ cực kỳ âm hàng hơi thở, này hơi thở tự hồ là vừa mới lưu lại không lâu, tồn tại không khí bên trong còn chưa tiêu tán. Hai người có chút kinh ngạc, vừa mới vẫn là hơn 30 độ nhiệt độ không khí, lúc này đột nhiên liền biến thành mấy độ, tình huống này quá mức quỷ dị. Bọn họ bước chân tạm dừng một chút, nhưng mà ngay sau đó, hai người trong lòng kinh hoàng, lông tơ đều lập lên, một cổ thật lớn nguy cơ bao phủ hai người. Đi mau. Nhiếp vân cùng đường tam đồng thời quát khẽ. Nhưng mà, đã muộn rồi. Chỉ thấy một cái màu trắng ảo ảnh tản ra hung ác tàn bạo hơi thở, giống như một cái màu trắng thất luyện hướng tới bọn họ phóng tới. Độ ấm cực kịch giảm xuống, chung quanh hoa cỏ cây cố nháy mắt ngưng kết một tầng băng sương. Chương 20, hai tiểu nhi sát xà. Thị huyết tàn bạo hơi thở tràn ngập này phiến không gian, này hơi thở cư nhiên so với trước mạng đà la xà còn muốn đáng sợ độ ấm bạo hàng đi ở phía trước đường tam cảm thấy một trận hơi lạnh thấu xương quả thực liền phải chui vào đến quốc tủy nội phản phất thân thể đều không nghe sai sử độ ấm phản phất từ hè nóng bức nháy mắt tiến vào trời đông giá rét đường tam tím cực ma đồng mở ra khi bắn nhanh mà đến thất luyện trong mắt hắn chậm lại nhưng tốc độ vẫn như cũ thực mau bất quá cũng đã có thể thấy rõ là cái gì này thế nhưng là một cái mảng xà cả người phản phất từ băng tinh tạo thành cả người tuyết trắng mỗi một mảnh vảy đều thô to vô cùng. Lúc này nó tiến công mục tiêu là lạc hậu vài bước, cổng đại sư nhiếp vân. Vân ca, cẩn thận. Đường tam lớn tiếng nhắc nhở. Không cần đường tam nhắc nhở, nhiếp vân sớm đã cảnh giác lên, tại đây cự mãn bay ra tới thời điểm hắn liền cảm giác được sởn tóc gáy, tự hồ đã bị tỏa định. Giờ khắc này hắn không dám lại có sở giữ lại, kinh công thân pháp toàn lực thi triển, phản phất thuấn di, lập tức hướng tới phía trước tật bắn mà ra, cùng kia cự mãn công kích đi ngang qua nhau. Khi cự mãn một kích không trúng, ngừng lại, đường thấy rõ này mãn xà khoảnh khắc, nhiếp vân cùng đường tam đều không cấm hút một ngụm khí lạnh. Này thế nhưng là một cái tiếp cận bảy mễ lớn lên mảng xà, toàn thân phản phất là băng tinh lưu ly, tinh oánh dịch thấu, kia thật lớn đầu rắn thượng có một đám nổi lên, phản phất băng trùy, băng hàng trung mang theo sắc bén hơi thở. Vân ca, này tự hồ là băng tinh mãng, hơn nữa tu vi đã tiếp cận 700 năm. Đường tam lúc này cảm xúc có một tia dao động, thế nhưng đã không có đối mặt mạng đà la xà khi cái loại này thông dong, thật sự là trước mặt cái này sinh vật quá mức đáng sợ. Nhíp Vân sắc mặt ngưng trọng, nếu là hắn lẻ loi một mình, bằng vào hắn tốc độ có lẽ có thể chạy trốn, nhưng lúc này hắn cũng không phải một người, bên người còn có Đường Tam cùng Hôn Mê đại sư. Hiện tại duy nhất lựa chọn chính là chiến đấu, liều chết một trận chiến đều không phải là không có một đường sinh cơ. Lúc này Nhíp Vân cùng Đường Tam đã phát hiện, này băng tinh mãn tuy rằng hơi thở khủng bố, nhưng cường đại hơi thở trung lại có chút không ổn định. Ở nó bảy tất chỗ có một đạo thô to miệng vết thương, tự hồ mới xuất hiện không lâu, thỉnh thoảng còn có máu nhỏ dọc xuống dưới, nó kia màu đỏ xà một bên trong phát ra chính là cừu hận quang mang. Đường Tam cùng Nhiếp Vân nhìn nhau, đều thấy được đối phương trong mắt chiến ý. Đối với một cái nhỏ yếu nhân loại hài đồng cư nhiên có thể né tránh nó một kích, băng tinh mãn có chút nghi hoặc, nhưng thực mau lại lâm vào điên cùng bên trong, lúc này nó chỉ nghĩ tàn sát nhân loại, trước mắt này ba cái nhỏ yếu nhân loại vừa lúc có thể lấy tới trúc giận. Băng tinh mãn hơi thở lại lần nữa biến cuồng bạo, ti chấp hướng tới nhiếp vân ba người đánh tới đường tam cùng nhiếp vân rất có ăn ý ở băng tinh mãn công kích khoảnh khắc nhiếp vân cổng đại sư nhanh chóng sau này thối lui một lát liền đã tới rồi mấy chục mét ngoại đường tam một mình ở phía trước đối với băng tinh mãn công kích hắn tốc độ sau so băng tinh mãn còn chậm không ít nhưng là hắn thân pháp thắng ở quỷ dị am hiểu ở trong phạm vi nhỏ tránh né tạm thời còn có thể kiên trì xuống dưới lại một lần cùng băng tinh mãn đi ngang qua nhau khoảnh khắc đường tam trò cũ trọng thi khống hạt bắt long công lại lần nữa phát động khi thật lớn đầu rắn dự kiến bên trong bị hút trở về lúc này nó kia bảy tất chỗ miệng vết thương cũng đã bại lộ ở đường tam trước mặt đường tam đôi mắt hàng quan chợt lóe không tiếng động tụ tiễn phát động như vậy đoạn khoảng cách nội băng tinh mãn tránh cũng không thể tránh quấn quanh đường tam khẽ quát một tiếng lam ngân thảo đệ nhất hồn hoàng kỹ năng phát động trên mặt đất nhanh chóng mà toát ra số căn lam ngân thảo quấn quanh thượng băng tinh mãn thân thể hưu 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 không tiếng động tụ tiễn một lần phóng ra ra tam căn mũi tên nhọn tất cả đều bắn vào băng tinh mãn miệng vết thương nội ngao băng tinh mãn ăn đau dưới phát ra thống khổ tru lên khi tam căn đoạn tiễn cơ hồ liền phải đem nó bắn thủng chỉ là bởi vì nó một khắc sườn làn da hoàn hảo đoạn tiễn mới không có mặt ra tới nhiếp vân đã đem đại sư phóng tới rời xa chiến trường địa phương lúc này cũng đã chạy về tới rồi đường tam bên người nhìn kia đang ở điên cuồng dãy dụ cự mãn nhiếp vân không cấm cảm thán đường tam biến thái khống hạt bắt lông, không tiếng động tụ tiễn lam ngân thảo quấn quanh kỹ năng tất cả đều là xuất kỳ bất ý như thế cường đại băng tinh mãn ở đại ý dưới lại lần nữa đã chịu trí mạng thương tổn. Chung quanh cây cối ở băng tinh mãn quay cùng dưới, phàm là thật nhỏ một ít, sôi nổi bị đánh ngã. Nhưng băng tinh mãn như thế cường đại hồn thú lại sao lại dễ dàng như vậy chết đi. Phốc, phốc, phốc. Khi tam căn đoạn tiễn từ nó miệng vết thương phun ra ra tới, dừng ở trên mặt đất. Khi miệng vết thương một trận màu vàng quang mang kích động, phía trước kia như trụ máu tươi đã đình chỉ xuống dưới, nhìn kỹ nói, miệng vết thương máu tươi tựa hồ đã ngưng kết thành băng băng tinh mãn đình chỉ kêu thảm thiết cặp kia màu đỏ đôi mắt âm độc mà nhìn chằm chằm nhiếp vân cùng đường tam vân ca có chút không thích hợp đường tam thấp giọng nói hắn vốn tưởng rằng vừa rồi một kích đủ để đem băng tin mãn bị thương nặng không thể tưởng được nó thế nhưng còn có thể dường như không có việc gì khôi phục lại đột nhiên một cổ thâm nhập cốt tủy kỳ hàng đánh úp lại đường tam chỉ cảm thấy chính mình không thể động thân thể bên ngoài đã kết một tầng thật dày băng sương trong cơ thể máu hồn lực đều cơ hồ đình chỉ xuống dưới có ngưng kết xu hướng thân thể cứng đờ đáng sợ, đã không chịu chính mình khống chế, ngay cả nói chuyện đều vô cùng khó khăn. Cao cấp hồng thú đáng sợ rốt cuộc hiển hiện ra. Nhíp Vân Sở chịu ảnh hưởng tắt nhỏ rất nhiều, dưới tình huống như vậy, hắn băng tâm quyết thế nhưng không có đã chịu một tia ảnh hưởng, hơn nữa hồn lực so ngày thường sinh động rất nhiều. Nhưng là tình huống vẫn như cũ không dung lạc quan, hắn không có đường tam cái loại này khó lòng phòng bị đánh lén thủ đoạn, dưới loại tình huống này chỉ có cùng băng tinh mãn chính diện đối kháng thấy kia hai cái nhỏ yếu nhân loại hài đồng rốt cuộc bị chính mình khống chế được, băng tinh mãn lộ ra tàn bạo hơi thở, mở ra miệng rộng liền nhào tới. Nhiếp Vân cẩn thận phát hiện, lúc này băng tinh mãn tốc độ so vừa mới bắt đầu xuất hiện thời điểm chậm hơn không ít, hơi thở cũng càng ngày càng không ổn định. Hắn ông lấy đã cứng đờ trụ đường tam, giống như một trận gió mạnh dễ như trở bàn tay liền tránh thoát băng tinh mãn công kích. Đem đường tam buông sau, nhiếp Vân không có lại lần nữa tránh né, bay thẳng đến băng tinh mãn bắn nhanh mà đi, trong tay tuyết trắng giữ tận tuyết uống cùng đao đã xuất hiện trong tay đại đao cao cao dơ lên, hướng tới băng tinh mãn đầu trực tiếp đánh xuống. Lạnh hàng thoáng nhìn. Nhiếp vân quát khẽ một tiếng, này một đao gọn gàng dứt khoát, tràn ngập tuyệt đối bá đạo, nguyên bản đã phi thường rét lạnh độ ấm tựa hồ càng thấp một ít. Băng tinh mãn lúc này tốc độ đã vô pháp làm nó tránh thoát này một kích. Này một đao trực tiếp bổ vào băng tinh mãn đầu thượng, khi giữ tận đầu rắn nổi lên góc cạnh trực tiếp bị phách hủy hoại hơn phân nửa, máu tươi văng khắp nơi. Băng tinh mãn phát ra thê lương tiếng kêu, trong mắt điên cuồng đã tiêu tán một ít, bên trong cư nhiên nhiều mục tiêu sợ hãi. Nhiếp Vân này một đao đã dùng hết toàn lực, tuy rằng đối băng tinh mãn tạo thành thương tổn, nhưng kia khủng bố lực phản chấn làm trong tay hắn đại đao cao cao bắn lên, theo sau trực tiếp tiêu tán hóa thành hồn lực trở về trong cơ thể. Hắn đôi tay tê dại, còn chưa chờ hắn đứng vững, kia băng tinh mãn cừu hận mà nhìn Nhiếp Vân liếc mắt một cái, thế nhưng bay thẳng đến bên trong sơn cốc bỏ chạy mà đi. Nó vốn dĩ phát hiện ba cái nhỏ yếu nhân loại trải qua nơi này, nghĩ ra được xuất khẩu ác khí không thể tưởng được thế nhưng bị hai nhân loại hài đồng bị thương nặng, nó lúc này thương thế đã phi thường nghiêm trọng, lại kéo đi xuống nói không chừng thật đúng là sẽ bị cái này tiểu hài tử cấp đánh chết. Nhíp vân trong mắt hung quang lập lòe, một phát tàn nhẫn trực tiếp liền đuổi theo đi vào. Đến miệng việc như thế nào có thể làm nó bay? Tốt như vậy hồn hoàng đi đâu mà tìm?